Kích tâm tuần thiên chương 1717 là thật sao? Trong trận đấu, tay phải niêm hoa tại tam thế, nắm chặt phổ độ hàng ma sử của hoàng xá lợi, nhấc lên một cách nhẹ nhàng, né tránh mũi nhọn, tạo ra sơ hở. Triệu Nhữ Thành nhấc chân như định rút lui, thế nhưng khi bước chân hạ xuống thì đã tới gần sát người hoàng xá lợi. Phạm vi công kích tốt nhất của phổ độ hàng ma sử, đương nhiên là ngoài một thước mốt. Mà tay trái Triệu Nhữ Thành hơi nâng lên, năm ngón tay hạ xuống, giống như đang nén cái gì. Nếu như quan sát cẩn thận, cũng có thể phát hiện mỗi một ngón tay của y đều đặt tại độ cao khác biệt, cao thấp đang xen. Giống như là nhánh hoa đã trải qua cắt sữa một cách tỉ mỉ. Năm ngón tay của y thon dài, trắng nõn, trơn bóng, như là một tượng điêu khắc hoàng mỹ. Tới mức trong trận chiến kịch liệt này, Hoàng xá lợi vẫn còn xuất hiện một cái ý nghĩ, cái tên mục quốc này xấu tới mức không dám gặp người, thế nhưng tay lại rất đẹp sau đó ngón trỏ gầy về phía trước tranh một tiếng đàn bỗng vang lên trong thiên địa âm vang hiện lên không khí hơi mờ hội tụ thành hình kiếm lẫm liệt lại ẩn chứa khí lạnh vụt bắn đi đâm thẳng về phía cổ của hoàng xá lợi thiên nhai vô mịch khí kiếm thuật thiên kiêu na lương của một quốc có được thần thông ngự khí có thể nói là thống ngự vạn khí đương nhiên cũng có được năng lực điều khiển khí đỉnh cao thuật chỉ kiếm này của triệu nhữ thành cũng là thủ đoạn điều khiển khí. Chẳng qua là dùng bí pháp dẫn dắt, dùng chiêu kiếm làm khung, lại hỗn hợp cả cầm đạo. Tay phải của y, niêm hoa, tam thế, niêm hàng ma sử tại giữa ngón tay. Tay trái như đang giữ dây đàn, như đang gãy đàn tỳ bà vậy. Ngón trỏ vừa mới cử động, ngón áp út lại gãy, ngón tay cái như đang giữ dây đàn, ngón út lại rướn lên. Liên tiếp như sóng biển. Thế nhưng nghe được. Tinh, Tỉnh tinh tinh tình tính Tỉnh tinh tính tình Năm ngón tay trên bàn tay trái như bương bướm xuyên hoa Dạo chơi nhân gian Mà không khí hoặc hóa thành hình kiếm Hoặc hóa thành hình dao Hoặc là thương hoặc mũi tên Đầy trời kín đất Bao phủ khắp các điểm yếu trên người hoàng xá lợi Khí làm dây đàn Tạo ra làng điệu du dương Trăm khí thành sát Thề tuyệt lục hợp bát hoang Kinh long mạng niệp mặt phục thiêu Sơ vi nghe thường hậu lục yêu tiếp từ bài tỳ bà hành của Bạch Cư Di. Đây đâu phải đánh đàn tìm tri âm, rõ ràng là thập diện mai phục để giết địch mà. Cục diện công thủ đảo ngược. Một trận chiến này quá đặc sắc, trong thời gian cực ngắn, thắng bại liên tục đảo ngược. Căn bản không đoán được biến hóa tiếp theo là gì. Mỗi lần đều rất bất ngờ, thế nhưng khi suy nghĩ tỉ mỉ lại thì lại thấy trận đấu quá đỉnh. Lúc này, hình như lại tới lượt Hoàng Xá lợi bị đẩy vào cục diện xấu. Trên khán đài, khán giả đều nín hơi ngưng thần vì màn chiến đấu đặc sắc này. Chỉ có Khương Vọng ở dưới đài thì vẫn bình tĩnh quan sát ngón tay biến ảo như bương bướm bay kia, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Tranh đấu trên quan hà đài, chém giết với thiên kiêu tuyệt đỉnh, hắn chưa từng hoảng hốt. Phá vây mê giới, giải dụ cầu sinh trong đại quân hải tộc, hắn chưa từng hoảng hốt. Thế nhưng vào giờ phút này, tâm của hắn đã hoảng loạn. Hắn hy vọng đó là thật, lại sợ chứng minh đây không phải là thật khi trước ở thành phong lâm có một người vô cùng để ý tới việc ăn ở đi lại bởi vì có nhan sắc vô cùng đẹp mắt vì tránh cho việc phung phí của trời cho nên y cũng rất chú ý tới việc bảo dưỡng chú ý từ sợi tóc hoặc là ngón tay tay trái và tay phải đều phải dùng hai khăn tay khác biệt hắn vẫn thường dùng khăn tay mạ vàng của người kia để lau lưỡi kiếm mỗi lần như vậy đều làm cho người kia tức giận muốn quyết đấu Đương nhiên, việc dùng khăn tay của người kia lau kiếm cũng không phải là hắn nghĩ ra. Hắn đã từng múa kiếm dưới ánh trăng, người này uống rượu quá chén, đệm đàn cho hắn. Khi đó, dưới ánh trăng sáng, hắn ngoái đầu nhìn thấy cũng là một đôi tay như vậy. Là thật sao? Điều này thật khó có thể tin. Khu vực thành phong lâm rớt xuống U Minh, còn tưởng mãi mãi cũng không thể gặp lại cố nhân. Một quốc là quốc gia bá chủ, làm sao lại để cho một người ngoài đại biểu quốc gia mình tới tham chiến Quan Hà Đài cơ chứ? Hắn được trọng huyền thắng, Yến phủ, Lý Long Xuyên, thậm chí cả Lữ Tông Kiêu ủng hộ, mới có tư cách cạnh tranh, sau đó đường đường chính chính chiến thắng thi đấu so tài, mới tới Quan Hà Đài. Nếu như là y, vậy y làm sao mà làm được? Cho nên, không phải là thật sao? Chỉ là ý nghĩ hảo huyền của bản thân thôi sao? Thương vọng mím môi không nói, ánh mắt bình tĩnh Thế nhưng không ai chú ý tới tâm trạng của hắn cả. Trên đài diễn võ, sát chiêu của thiên kiêu một quốc đã vây kín Tất cả mọi người đều đang mong chờ cách ứng đối của Hoàng xá lợi. Nàng ta cũng không để người xem thất vọng. Hoàng xá lợi của kinh quốc có một bờ môi đầy đặn gợi cảm. Đương nhiên, rất khó nghe được lời dễ nghe gì từ đôi môi này ra cả. Mà đúng lúc này, bờ môi bỗng mở ra. Trát. Một tiếng hét như thiên âm, chấn động màng tai, làm tâm hồn tung sợ. Là phổ độ phạm âm. Đây là âm sát thuộc đỉnh cao, có thể làm tâm thần tổn thương, diệt ý, đoạt âm, độ mệnh. Loáng thoáng có tiếng Phật âm từ trong hư không vọng ra. Khán giả ngưng thần lắng nghe, sắc mặt dần dần trở nên kỳ dị. Nhất là khán giả không phải kinh quốc, cao mày, hoang mang cùng choáng váng. Bởi vì nội dung của Phật âm là Nếu có người trên thế gian phỉ bán ta, bắt nạt ta sỉ nhục ta cười nhạo ta khinh thường ta khinh rẻ ta căm ghét ta lừa gạt ta nên xử sự như thế nào đừng nói nhảm giết hắn giết hắn giết hắn giết hắn giết cả nhà của hắn phần lớn khán giả đều không biết nói cái gì đối với loại phật âm này cả nội dung của nó rất không ổn thực đúng là lật đổ hoàn toàn nhận biết của mọi người đối với phật môn chỉ có một phần nhỏ hiểu biết tình hình mới rõ đây là kinh văn của Đại Từ Bi Phổ Độ Tâm Kinh. Đại Từ Bi Phổ Độ Tâm Kinh là một sát pháp có tác dụng lên cả thân thể lẫn thần hồn. Khi trước Hoàng Xá Lợi cũng đã dùng qua. Nhưng cùng lúc, trên đời này cũng thật có một bản tâm kinh như vậy. Chính là do đại tướng quân Hoàng Long vệ Hoàng Phất biên soạn, nghe nói đã phải bế quan 10 năm mới thành công. Nội dung của nó chính là những Phật âm từ hư không truyền ra khi Hoàng Xá Lợi sử dụng Phổ Độ phản âm phần lớn đều có phong cách như vậy cả vị đại tướng quân đầu trọc của hoàng long vệ thật sự là kỳ tài trong thế gian đương nhiên vào giờ phút này kinh văn cũng không phải trọng điểm trọng điểm là âm sát thuật phổ độ phạn âm này theo hoàng xá lợi hét lớn từ trá ra ngoài phật âm xuất hiện tiếng phật âm này loáng thoáng truyền tới rất yếu ớt thế nhưng lại có thể áp chế hoàn toàn tiếng đàn thiên nhai vô mịch khí kiếm thuật của triệu nhữ thành từng luồng đao khí kiếm khí vừa mới xông tới trước mặt hoàng xá lợi đã bị sụp đổ tiêu tán trở thành khí năm ngón tay của triệu nhữ thành tiếp tục gãy đàn trong hư không hoàng xá lợi vẫn tiếp tục lợi dụng phật âm đánh trả cục diện trở nên kịch liệt lên vô số kiếm khí và âm văn va chạm không ngừng lực lượng của khí và lực lượng của âm thanh đối kháng lẫn nhau trong vùng không gian này loại đối kháng này vô cùng tinh tế tinh tế tới mỗi một âm tiết mỗi một luồng khí mỗi một tấc không gian đây là cuộc đối kháng đỉnh cấp kỳ diệu tới đỉnh cao. Một người dùng thần thông linh tê, điều khiển thiên nhai vô mịch khí kiếm thuật. Một người thì dùng thần thông Bồ đề, kiểm soát phổ độ phạm âm. Một tâm hữu linh tê, một giác ngộ khai tỉnh. Vô số biến hóa tinh tế kỳ diệu của khí và tâm làm cho người ta không kịp nhìn. Khó mà đoán được thắng bại. Hoàng Xá Lợi cũng không biết thần thông linh tê của đối thủ có thể duy trì bao lâu, thế nhưng trong trận đấu này là nàng ta mở thần thông bồ đề trước nếu như trình độ khai phá thần thông của hai bên là tương đương như vậy đối thủ chắc hẳn vẫn có thể duy trì thần thông ngay cả khi nàng ta đã không thể duy trì được nữa đối với nàng ta mà nói cầm cự là không có lợi cho nên cần biến hóa mới xuất hiện dưới trạng thái giác ngộ mọi nhận thức lẫn cảm giác đều vô cùng rõ ràng mọi khả năng lẫn kết quả đều đã được diễn luyện trong đầu cánh tay dự định để phòng ngự của hoàng xá lợi dơ lên. Vào lúc này, tiểu vô tướng niêm hoa kiếm chỉ của đối thủ còn đang nắm chặt cạnh bên hàng ma sử, còn đang tranh cướp phổ độ hàng ma sử. Khi nàng ta còn đang sử dụng phổ độ phản âm, bỗng nhiên lại nâng bàn tay kia lên, cũng nắm chặt phần chui của phổ độ hàng ma sử. Hai tay của nàng ta nắm chặt hàng ma sử. Nàng ta quát, đức Phật từ bi, cứu độ thế nhân. Sát thân thành tro bụi, sớm tới cực nhạc. Quy năng của phổ độ phạm âm bỗng tăng cường, vang vọng đất trời. Hai tay của nàng nắm chặt hàng ma sử cũng thuận thế chuyển động, muốn đâm nát kiếm của đối thủ. Giống như thoát khỏi công xiềng, như rồng đợi bay lên trời. Vào đúng lúc này, Triệu Nhữ Thành bỗng nói, đã là cực lạc, không bằng ngươi đi tới đi. Thần Thông Bồ Đề và thần Thông Linh Tê đồng thời tìm tới thời cơ tay phải của Triệu Nhữ Thành vẫn có thể duy trì trạng thái niêm hoa, một cách miễn cưỡng vẫn cố gắng kiềm chế hàng ma sử một chút thời gian. Tay trái của y bỗng nhiên thu hồi lại, thiên nhai vô mịch khí kiếm thuật cũng theo đó mà ngừng. tất cả khí còn lại đều bị dẫn nổ tại trong phạm âm. đây là lần đối kháng cuối cùng của thiên nhai vô mịch khí kiếm thuật và phổ độ phạm âm. và cả song phương đang giao chiến đều không chờ đợi kết quả. tay trái triệu nhữ thành lại biến ảo lần nữa, ngón trỏ, ngón giữa, ngón út cùng duỗi thẳng, chỉ có ngón áp út gập xuống đặt lên ngón tay cái cũng đang gập xuống. Lợi dụng trạng thái này, đẩy về phía hoàng xá lợi. Bí truyền độc môn của đặng nhạc, cửu kiếp động tiên chi. Dùng loại chỉ pháp này, hiểu thấu khả năng kỳ diệu của tiên nhân. Trận chiến thành danh của đặng nhạc là dùng một chỉ cắt đứt sông vị thủy, cho nên còn được gọi là nhất chỉ đoạn gian. Thuật này có cửu kiếp, hiện tại Triệu Nhữ Thành chỉ luyện tới kiếp thứ bảy, còn chưa luyện tới đỉnh điểm. Ban đầu lúc mới học, Cần dùng 10 ngón hỗ trợ mới có thể phát ra chỉ pháp này. Mỗi lên một kiếp có thể thu hồi một ngón tay. Khi tới đỉnh phong, chỉ cần dùng một ngón là được, cửu kiếp động tiên. Cửu kiếp động tiên, ý là luyện tới đỉnh phong có thể dùng chỉ pháp đâm xuyên cả tiên nhân. Thế nhưng chỉ pháp hiện tại còn chưa tới đỉnh phong, lại đã có uy năng khiến quỷ thần đều sợ hãi. Tại biên hoang, đặng Nhạc dùng chỉ pháp giết chết Ti Ngục trưởng trấn ngục ti có cảnh giới thần lâm của đại tần chỉ phong đâm xuyên mặt đất, cũng không thể tính nổi đâm sâu tới bao nhiêu. Hiện tại Triệu Nhữ Thành lại dùng chỉ pháp này, cũng là muốn giết địch. Âm 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 âm, ảm ảm. Không khí truyền ra từng tiếng nổ vang. Sát lực của một chỉ này, kinh khủng tới mức làm cho khán giả cũng phải sợ hãi. Hoàng xá lợi vẫn chưa hoàn toàn cướp lại phổ độ hàng ma sử. Mà cửu kiếp động tiên chỉ đã tới gần người. Âm âm. Tiếng sấm nổ vang vọng quanh người hoàng xá lợi bỗng vang lên sấm sét cuồn cuộn âm văn huyền diệu lôi văn uy nghiêm tụ tập quấn quanh trên đỉnh đầu nàng ta bệnh thành một tòa tháp sấm sét ánh sét và tiếng sấm đổ xuống như thác nước bảo vệ hoàng xá lợi cửu kiếp động tiên chỉ có thể xưng là kinh khủng của triệu nhữ thành đâm thẳng lên đó chỉ thấy ánh sét tràn ra như sóng gợn vậy tiếng sấm cuồn cuộn tới rồi đi hoàng xá lợi lại không chịu tổn thương nào cãi đây là thần thông lôi âm tháp Thần thông này còn được xưng là Vạn Tà Bất Xâm, Vạn Pháp Vô Hại, là một loại thần thông cao cấp nhất, mạnh tới mức khiến người ta tuyệt vọng. Dưới sự bảo vệ của Lôi Âm Tháp, hai tay Hoàng Xá lợi vặn lại, cướp lại Phổ Độ Hàng Ma Sử, rồi lại gõ nhẹ về phía trước. Triệu Nhữ Thành cũng vừa lúc thu tay kịp, mới không bị Hàng Ma Sử chém đứt năm ngón tay, thế nhưng màu vàng kim rực rỡ trên ngón tay cũng đã nhạt đi nhiều. Bởi vì cửu kiếp động tiên chỉ không tạo được tác dụng của nó, y đã lâm vào cục diện bị động. Dựa vào sự nhạy cảm của thần thông linh tê, mới có thể bảo vệ bàn tay, lại sử dụng đại ngũ hành hỗn thiên bộ ngay lập tức, bước dài về phía trước, khi bước chân hạ xuống thì cũng đã lùi về sau hơn 3 mét. Tuyệt đối không thể chiến đấu giáp lá cà với hoàng xá lợi khi nàng ta được lôi âm tháp bảo vệ, kéo dài khoảng cách để tạo biến số mới là lựa chọn tỉnh táo nhất. Thế nhưng mà... Trăng rắc. Tiếng nước nhỏ bé, nhưng lại như là tiếng sấm giữa trời quang vậy. Mặt nạ thanh đồng nặng nề mà y vẫn đeo trên mặt, đã bị vỡ tan, rơi lả tả xuống. Thiên kiêu thần bí của một quốc, Đặng Kỳ, đã để lộ khuôn mặt của mình trước tất cả mọi người. Vẫn không thể né tránh hoàn toàn được. Phía dưới mặt nạ thanh đồng là một gương mặt bình thường. Bình thường tới mức làm cho hoàng xá lợi không chút ngạc nhiên, thậm chí nàng ta còn cảm thấy hẳn là càng xấu chút mới đúng. Thế nhưng gương mặt này lại xuất hiện gợn sóng, như là ném đá vào mặt nước, gợn sóng tỏa ra vậy, chỉ trong nháy mắt đã vỡ tan ta. Khuôn mặt phía dưới mặt nạ lại là ảo ảnh, mà tầng ảo ảnh trên gương mặt này cũng đã bị hủy nốt. Một đòn này của hoàng xá lợi lại khủng bố như thế, rõ ràng đã tránh khỏi mà vẫn bị lan tới. Phổ độ hàng ma sử, phá ma diệt pháp, giết người độ mệnh. Thế là mọi người có thể nhìn thấy gương mặt thật của vị thiên kiêu thần bí này toàn bộ thiên hạ đài đều yên lặng trong nháy mắt gương mặt này như thế nào đây lông mày mắt mũi môi tai đều hoàng mỹ không tì vết mỗi một chi tiết dù là nhỏ nhất trên gương mặt cũng giống như được thợ điêu khắc điêu khắc một cách tỉ mỉ thế nhưng tuyệt đối cũng không có ai có thể điêu khắc ra hình dạng hoàng mỹ như vậy đây là một gương mặt hoàng mỹ là một loại đẹp phi giới tính dù là nam nữ già trẻ dù là mắt thẩm mỹ như thế nào đi nữa đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp này. Mặt nạ thanh đồng rơi lả tả trên mặt đất. Ánh mắt của mọi người tập trung vào gương mặt này. Nhiều người mê đắm, nhiều người thán phục, nhiều người hâm mộ. Có lẽ là do thiên đạo có thiếu hụt, thường làm người ta tiếc núi. Cảnh đẹp thế gian thường thường không thể duy trì. Vào lúc này, tại ấn đường của gương mặt mỹ lệ này có một vết lõm rất nhạt, đó là dấu vết do phổ độ hàng ma sử đánh ra in dấu nụ cười của hoàng diện Phật. Nó đè ép thần quan của gương mặt mỹ lệ này, lại đang liên tục khuếch trương ảnh hưởng. Khi trước mang theo mặt nạ chiến đấu, khán giả còn không cảm thấy có gì không ổn. Thế nhưng hiện tại khi nhìn thấy gương mặt này, lại nhìn thấy vết lõm kia, lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Hoàng xá lợi lại tàn nhẫn tới như vậy. Có ba tia máu từ vết lõm này chảy xuống, thuận theo cái mũi cao ngất, lan ra khuôn mặt mỹ lệ này bằng chứng cho hoàng xá lợi tàn nhẫn tới mức độ nào. Cũng không biết đặng kỳ dùng biện pháp nào mới có thể làm cho trán của mình không bị đập vỡ nát. Thế nhưng ba tia máu trên gương mặt y, không chỉ không phá hoại nét mỹ cảm trên gương mặt này, ngược lại còn làm cho gương mặt mỹ lệ này nhiều hơn vài phần sinh động. Người mới có cảm giác, người này thật sự tồn tại. Trên đời thật sự có người có thể đẹp tới như vậy. Gương mặt mỹ lệ cùng máu đỏ, làm cho gương mặt thêm phần mỹ lệ một cách thê lương, làm cho người ta sinh lòng thương tiếc mọi người tới quan hà đài xem lễ chính là vì muốn xem các thiên kiêu trong thiên hạ tranh đấu xem phong vân biến ảo quyết đấu đỉnh cao dù là thiên kiêu có phong thái tỏa sáng tới mức nào cũng có thể bị đẩy xuống bụi đất phải nói là tất cả khán giả đều đã chuẩn bị tâm lý cho bất cứ cục diện nào thế nhưng vào lúc này vẫn có rất nhiều tiếng thở dài vang lên trên khán đài khi hách liên vân vân thấy được hoàng xá lợi và triệu nhữ thành mười ngón đang sen trên đài diễn võ đã không nhịn được mà nói ngọc chân ngươi thấy cái cô nàng hoàng xá lợi này có duyên với tẩy nguyệt am các ngươi hay không cô ta rất có phật tính lại có bồ đề còn biết tụng kinh hình như rất thích hợp làm ni cô đấy ngọc chân nhỏ nhẹ trả lời vân điện hạ rõ ràng nàng ta với chúng ta cũng không phải người một đường mà ngay sau đó mặt nạ của triệu nhữ thành bị đánh nát ảo ảnh trên gương mặt cũng vỡ nát, gương mặt chân chính xuất hiện trên thiên hạ đài. Đôi mắt của hách liên vân vân vẫn đang nhìn chầm chầm đài diễn võ, tay trái lại vương ngang ra, che đi tầm mắt của Ngọc chân nói với giọng chân thành, vậy thì cũng đừng xem nữa, đừng để loại tà ma ngoại đạo này làm đôi mắt tinh khiết của ngươi bị làm bẩn. Ngọc chân Muốn nói đau lòng, không ai có thể đau lòng bằng hoàng xá lợi cả. Người thương hoa tiết ngọc trên thế gian, không ai bằng hoàng xá lợi cả. Thế nhưng cũng chính tay nàng dùng hàng ma sử đập gương mặt hoàng mỹ này chảy máu, còn có cả dấu vết nữa. Đương nhiên chảy máu cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, dự định ban đầu của nàng ta chính là đập nát đầu, chỉ là phần lớn lực lượng bị dời đi mà thôi. Thế nhưng gương mặt đã hoàn toàn khác biệt. Trước khi đánh xuống thì là mặt nạ thanh đồng kỳ quái, sau khi đánh xong lại ra một gương mặt hoàng mỹ tới mức này. Làm sao mà hoàng xá lợi nàng không đau lòng cơ chứ? Thế nhưng đau lòng thì đau lòng, không nở thì không nở. Bước tiến của Hoàng Xá Lợi cũng không chậm lại, dẫn theo hàng ma sử bước về phía trước. Thừa lúc hắn ta bệnh, lấy mạng hắn ta. Hoàng Xá Lợi là một người phụ nữ có thể phân rõ sự nghiệp và yêu thích. Đúng là nàng ta thích mỹ nhân. Càng đẹp lại càng thích. Đặng kỳ của một quốc cũng là một đại mỹ nhân. Thậm chí chỉ xét ngũ quan mà nói, đẹp nhất mà nàng ta đã từng thấy, đẹp tới mức không gì sánh được thực sự là đẹp cùng cực. Thế nhưng trên chiến trường, thắng bại quan trọng nhất. Hai quân giao chiến, chắc chắn phải phân sinh tử. Hoàng diện Phật mỉm cười, khắc tại ấn đường, cũng đã áp chế toàn bộ thần hồn. Đây là một cơ hội quyết thắng sinh tử. Hoàng xá lợi không chỉ bước nhanh về phía trước, thậm chí điểm rơi của phổ độ hàng ma sử vẫn ở trên khuôn mặt kia. Nàng hầu như muốn khóc. Thực sự phung phí của trời. Thế nhưng hiện tại nàng ta đang ở trong trạng thái giác ngộ do thần Thông Bồ đề mang tới, điểm rơi này là vị trí tốt nhất mà nàng ta phán đoán ra. Ta lại có thể tự tay hủy hoại một mỹ nhân như vậy. Hoàng Xá Lợi ta thật sự là ý chí sắt đá, ta không phải người. Hoàng Xá Lợi cố nén cảm xúc phong phú của bản thân, gần sống trong lòng nổi lên liên tiếp, thế nhưng động tác lại không bị ảnh hưởng, thả người vung đập hàng ma sử trong tâm trạng xúc động muốn khóc. Thế nhưng nàng ta bỗng nhiên cảm ứng được nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện. Một loại khí tức kinh khủng, làm cho người ta run sợ từ trên người mỹ nhân trước mắt bùng nổ ra. Thần thông bồ đề truyền tới cảnh báo. Nếu như mình tiếp tục đập xuống, rất có thể người chết chính là mình. Không thể tiếp tục. Hoàng xá lợi quả quyết quyết định, dựng hàng ma sử thẳng đứng, làm ra tư thái phòng ngự, đồng thời còn nhanh chóng lùi về sau. Tiến cũng nhanh, lui cũng nhanh nàng là cường giả chân chính, suy nghĩ trong chiến đấu luôn ưu tiên thắng bại, cũng tin tưởng vào sức phán đoán của bản thân, khi chấp hành cũng vô cùng quả quyết. Thế nhưng, Mỹ Nam tuyệt thế đặng kỳ trước mắt, cũng không phát động phản công ngay, mà là nhìn về phía dưới đài. Trong trường hợp mua người chú ý này, tại thời điểm quan trọng trong trận quyết chiến đỉnh phong này, hắn ta bỗng đưa ánh mắt rời khỏi đài diễn võ, chuyển tới phía dưới đài. Dưới đài có cái gì? giờ phút này còn có thể có cái gì quan trọng hơn cả trận chiến đấu này chứ đây là cuộc chiến sinh tử cuộc chiến vinh quang cuộc chiến vì tương lai mọi người thuận theo ánh mắt của hắn ta mà nhìn tới dưới đài có thể có cái gì chứ dưới đài trống không chỉ có một người một người đẫm nước mắt một bộ áo xanh che đi thân hình thẳng tắp danh kiếm treo bên eo đeo một chiếc ngọc bội vô danh không nhúc nhích Thế nhưng nước mắt lại rơi như mưa Không nói lời nào Nhưng cũng là anh hùng thiên hạ Đó là thiên kiêu của đại tề Khương Vọng Được vinh dự là một trong bốn nội phủ cảnh mạnh nhất toàn thiên hạ Hung hãn đánh bại thiên kiêu tuyệt đỉnh của sở quốc Hạng Bắc Hiện tại đang đứng dưới đài xem trận chiến Khương Vọng Triệu Nhữ Thành nhìn hắn Hắn cũng đang nhìn Triệu Nhữ Thành Trên đài dưới đài Hai người đối mặt Đây là lần gặp mặt muộn màng sau hai năm từ khi thành phong lâm bị phá, bọn họ chưa từng gặp lại. Đã từng coi là, lần chia tay tại đạo huân điện, cũng đã là vĩnh biệt. Khi đó, bọn họ rõ ràng chỉ là cùng nhau hoàn thành một nhiệm vụ, chia chắc đạo huân, tự mình về nhà. Thế nhưng tại sao, từ đó đã không còn nhà nữa? Hai người cứ nhìn nhau như vậy. Triệu Nhữ Thành, ngày thường hay khóc hơn, lại không chảy ra bất cứ giọt nước mắt nào. thương Vọng, ngày thường kiên cường hơn, lại là nước mắt rơi như mưa thương vọng triệu nhữ thành khôi phục giọng nói ban đầu của mình giọng nói không còn khó chịu nữa khoảng thời gian săn ma tại biên hoang đã mài mòn sự ngây ngô của y lúc này để lộ khuôn mặt là một bất ngờ thế nhưng y tiếp nhận vô cùng nhanh chóng cũng lựa chọn đối mặt nét mặt của y rất nghiêm túc cũng rất chân thành cho nên hiện tại triệu nhữ thành trên đài diễn võ lại càng giống huynh trưởng hơn mà Khương Vọng ở dưới đài diễn võ lại lộ ra vẻ yếu ớt bất lực. Y nói, về sau huynh hãy làm người nước tề đi, làm quan nước tề, tiếp tục đi trên con đường của mình, vui vẻ mà sống. Chuyện trước kia, cũng nên buông bỏ rồi. Trang quốc nợ huynh, ta sẽ giúp huynh đòi lại. Trang quốc nợ đại ca, ta sẽ đòi giúp huynh ấy. Ta sẽ giành được quán quân, con đường về sau, ta sẽ đi. Mọi thứ đều để ta tới gánh chịu đi. Trang quốc, Trang quốc nợ Khương Vọng Trang quốc nợ hắn cái gì? Các khán giả liền lập tức nghĩ đến việc thiên kiêu lâm chính nhân của Trang quốc từ bỏ thi đấu. Tại sao Tề quốc lại gặp phải Trang quốc ngay vòng đầu thi đấu chính thức? Tại sao lâm chính nhân lại sợ kẻ địch tới như vậy, lấy cớ huyết quỷ phản vệ mà từ bỏ thi đấu? Trong chuyện này, đã ẩn đi rất nhiều chuyện xưa, có quá nhiều bí ẩn. Khương Vọng nhìn Triệu Nhữ Thành, giống như mãi mãi đều không đủ vậy, nhìn với vẻ bình tĩnh không nói gì. Hắn không nói ra lời. Ảo tưởng lại trở thành sự thật, suy đoán xa vời kia lại xuất hiện trong hiện thực. Huynh đệ mà hắn tưởng vĩnh viễn sẽ không còn thấy được, hiện tại lại đứng trước mặt hắn. Đoạn đường đã đi qua. Quá mệt mỏi, quá khổ sở. Mặc dù hắn chưa từng phàn nàn, chưa từng lười biếng chút nào. Thế nhưng cũng có lúc, hắn cũng mong muốn có người cùng gánh chịu với mình. Thế nhưng, ai có thể cùng gánh chịu đây? trên đời này ngoài người từng trải qua cảnh tượng kia ai có thể thông cảm được với mình chứ hắn không biết tại sao mình lại rơi lệ hắn rõ ràng chỉ cảm thấy sướng vô cùng vui sướng vui sướng tới mức trái tim như muốn nhảy ra ngoài thế nhưng hắn không thể ngăn cản từng giọt lệ cứ rơi hắn vui sướng tới mức rơi lệ lại không nói nổi câu nào hẻm nhỏ phố dài quán xưa chuyện cũ thường tại trong giấc mộng chớ cười anh hùng sao rơi lệ Ai mà chẳng có chuyện thương tâm. Trên khán đài, Diệp Thanh Vũ đột ngột nhìn về phía Diệp Lăng Tiêu. Nếu như muốn làm cái gì đó nhằm vào Trang Quốc trên Quan Hà Đài này, có lẽ Vân Quốc có thể cung cấp một vài chứng minh. Diệp Lăng Tiêu cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ truyền âm trả lời. Việc này cũng không dễ đâu, cứ xem tình hình diễn biến ra sao đã. Không nói tới hai người trẻ tuổi này, chỉ là thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi. Dù là hai người trên đài dưới đài kia, thật sự có thể đại biểu cho một quốc và tề quốc. Trang quốc cũng là một quốc gia có chân nhân trấn giữ, diện tích hơn 4.000 dặm, binh hùng tướng mạnh. Là cái đinh mà cảnh quốc đóng vào Tây Cảnh, cũng là thế lực mạnh nhất của đạo tông tại Tây Cảnh. Kẻ nào dám xâm lấn, thì cảnh quốc cũng xem như đạo tông quốc tuyệt đối sẽ không đứng nhìn mặt kệ. Ngươi không thấy, dù lâm chính nhân của trang quốc làm mất hết thể diện, cảnh quốc cũng chưa từng ép buộc giết chết để tế cờ à xét tới ngọn nguồn, cũng là bản thân Trang Quốc đã có đủ sức nặng rồi. Mà trên đài diễn võ, sau khi Triệu Nhữ Thành nói xong những lời đó, lập tức quay đầu trở lại, nhìn về phía Hoàng Xá Lợi. Khi y nhìn về phía Hoàng Xá Lợi, trong đôi mắt đào hoa mỹ lệ đa tình kia, chỉ còn lại lạnh lẽo. Trong người y, có tiếng kiếm rít vô cùng kinh khủng. Mà khuôn mặt tươi cười của Hoàng Diện Phật tại Ấn Đường Y đã bị phá hủy chỉ trong nháy mắt. Hoài đế đẹp đến mức không hợp lẽ thường, tinh thông âm luật thi họa song tuyệt dáng về khuynh đảo thiên hạ có người cho rằng ngài chỉ có thể làm quý tử vào thời bình không thể làm chí tôn trong thời loạn tần thư hoài đế bản ký hoàng xá lợi đầu đội lôi âm tháp tay cầm phổ độ hàng ma xứ đứng trên diễn võ đài ngưng thần chờ đợi triệu nhữ thành ánh mắt lãnh đạm lạnh lẽo ý đồ muốn phá phật ấn vào thế chuẩn bị tiến lên đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên vô cùng uy nghiêm như quy tắc thiên địa một cổ thanh âm khiến người ta không thể không nghe, không thể không phục tùng. Trẫm vừa rồi còn đang suy nghĩ vị Mỹ Nam tử này là người phương nào. Hiện tại ngược lại đã biết rõ rồi. Đây là thanh âm của Hoàng đế Đại Tần. Ố phía bắc của trụ lục hợp, một chiếc lông bào màu đen tuyền khẽ khàng lay động. Âm thanh này tựa như bắt nguồn từ cửu thiên, du hành khắp lục hợp, vang lên khắp bát hoang. Doanh tử Ngọc, sao ngươi lại đến đây? T.S hẻm nhỏ phố dài quán xưa chuyện cũ thường tại trong giấc mộng chớ cười anh hùng sao rơi lệ ai mà chẳng có chuyện thương tâm vô để tình hà dĩ thậm cả khán đài trở nên nghiêm nghị mọi người nhìn trái nhìn phải chỉ dùng ánh mắt để trao đổi sự nghi hoặc và kinh ngạc của mình có chuyện gì vậy thiên kiêu mục quốc người đẹp đến độ không hề chân thực đang đứng trên võ đài không phải gọi là đặng kỳ mà là doanh tử ngọc sao Họ của hắn ta thế nhưng lại là doanh. Trong lòng mọi người ở đây, sóng gió bão bùng bắt đầu trào dâng. Trên diễn võ đài, Triệu Nhữ Thành vẫn chỉ chú ý đến Hoàng Xá Lợi, ánh mắt hoàn toàn không hề di chuyển, chỉ nói, thân đang đứng trên Thiên Hạ Đài, gánh vác trách nhiệm của một quốc, thứ lỗi cho thần không thể hành lễ. Tuy nói hoàng hà hội, có ý nghĩa phi phàm. Không ai có thể và cũng không nên can thiệp hay làm ra ảnh hưởng gì đến sự kiện này. Can thiệp vào trận đấu làm gián đoạn trận đấu là điều không nên nhưng một khi tân đế đã lên tiếng thì ai dám thực sự bỏ qua chứ ông ta là một trong sáu vị trí tôn cao quý nhất giữa các quốc gia trong thiên hạ hoàng xá lợi người mà quân không xuất hiện thì không sợ trời không sợ đất cũng tạm thời kìm nén bất động doanh tử ngọc người vừa nói ra lý do chính đáng đúng mực cho việc không hành lễ cũng không tiếp tục động thủ nữa người chủ trì hoàng hà hội dư tỷ chân quân càng không phát ra một tiếng nào trên võ đài, Mỹ Nam tử doanh Tử Ngọc kia đã trực tiếp đáp lại câu hỏi của Hoàng đế Đại Tần, nói rằng y đến Quan Hà đài này để gánh vác trách nhiệm của một quốc, vì một quốc mà xuất trận. Không hề có gì khác biệt với thiên kiêu của các quốc gia khác. Y nói y không thể hành lễ, là đang cường điệu lên ý nghĩa thần thánh của Hoàng Hà hội, để cho Tần đế không có cách nào có thể can thiệp vào. Có người có thể nghe hiểu, có người thì không. Mà Khương Vọng đang đứng dưới đài, lúc này vừa mới thoát ra khỏi tâm trạng buồn vui lẫn lộn thì lại lâm vào một loại cảm giác khiếp sợ khác từ sớm hắn đã biết lai lịch của triệu nhữ thành bất phàm lúc còn ở thành phong lâm huynh đệ mỗi người bọn họ đều có một suy đoán riêng bọn họ cũng không phải là người ngu ngốc nhưng triệu nhữ thành không muốn nói bọn họ cũng không muốn tìm hiểu đến tận cùng nhưng lúc đó sự hiểu biết về lai lịch bất phàm của bọn họ đại khái là triệu nhữ thành là hậu duệ của một tiểu gia tộc đã lụi bại hoặc là truyền nhân của một tiểu tông phái đã bị tiêu diệt mà thôi. lúc đó do tầm mắt quyết định nên những suy đoán của bọn họ cũng chỉ có thể giới hạn ở dưới một tầng nào đó thôi. mà bây giờ triệu nhữ thành không phải gọi là triệu nhữ thành mà là doanh tử ngọc. nếu gọi là đặng Kỷ thì khương vọng còn có thể hiểu được dù sao thì hắn cũng có quen biết đặng thúc lúc ở thành phong lâm hắn cũng từng tiếp xúc qua người này. Đặng Thúc là một vị trưởng bối cực kỳ ấm áp và ôn hòa, là quản gia của Triệu Nhữ Thành. Nhưng bây giờ y lại mang họ doanh. Họ doanh của Hoàng Thất Đại Tần. Thậm chí Hoàng đế Đại Tần cũng quen biết y, lại còn nói chuyện với y. Bất kể người xem có ôn tâm tình như thế nào, thì giọng nói uy nghiêm như quy tắc quyết định thiên địa của Hoàng đế Đại Tần lại vang lên, con cháu Hoàng Thất không tranh đấu trên Hoàng Hà Hội, đó là quy tắc từ xưa đến nay. Bởi vì sợ huyết mạch sát phạt nhau trên võ đài, khiến cho mấy người trấn hà như cô nảy sinh tâm tâm tư khác. Ông ta lại hỏi, danh tử Ngọc, trách nhiệm của ngươi là gì? Mọi người đều trố mắt nghẹn họng. Vị đang đứng trên võ đài thực sự là con cháu của Hoàng Thất Đại Tần hay sao? Tại sao lại đại diện cho một quốc xuất trận ở Hoàng Hà Hội? Bên trong thực sự chứa đựng tình tiết thế nào? Người này thực sự là ai? Khương Vọng gần như ngay lập tức nhớ ra, lúc đó, khi đứng trước Thái Miếu Tề Quốc, Thái tử Khương Vô Hoa đã giảng một đoạn điển cố. Tôn thất doanh chương giấy binh, giết chết Tần Hoài Đế ở Điện Hàm Dương. Tại sao Triệu Nhữ Thành thiên tư trác tuyệt, lại lãng phí thiên phú? Tại sao rõ ràng y coi thường dông chi tục phấn, nhưng lại ngày ngày lưu luyến bụi hoa? Tại sao y không có bất kỳ kỳ vọng nào với tương lai, chỉ muốn sống một cuộc sống được chăng hay chớ? Tại sao y lại muốn mai danh ẩn tính? Nếu là như vậy, vậy thì tất cả đều có thể được giải thích rồi. Mà vừa nãy trên võ đài, y nói rằng y muốn gánh vác tất cả mọi thứ, bao gồm cả những chuyện đã trải qua khi ở Thành Phong Lâm kia, cũng bao gồm tất cả những chuyện y phải gánh vác từ lúc sinh ra đến giờ. Từ một người chạy trốn trách nhiệm đến một người sẵn sàng gánh vác tất cả, rốt cuộc y đã phải qua những chuyện gì? Khương Vọng ngơ ngẩn nhìn Triệu Nhữ Thành đang đứng trên võ đài, không ngừng mà lại nghĩ tới Tại sao Triệu Nhữ Thành lại muốn lấy cái tên giả đặng kỳ để tham gia Hoàng Hà hội? Đặng thúc, sao rồi? Đối mặt với vấn đề của Hoàng đế Đại Tần, Triệu Nhữ Thành vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Xá Lợi, chuyên chú vào trận đấu của y, không di chuyển tầm mắt lần nào nữa. Cho nên y cũng không nhìn thấy ánh mắt của Khương Tam ca. Thực ra trong lòng y cực kỳ rõ ràng, vì quá rõ ràng nên y không có đủ dũng khí để nhìn Khương vọng. Y chỉ một mực chú ý vào trận chiến đấu của mình chỉ hỏi tôn quý như ngài muốn thừa nhận ta là con cháu hoàng thất sao đúng vậy y có biết đương kim hoàng đế đại tần thân là huyết thống trực hệ của hoài đế đã từng là chính mạch của đại tần những bậc cha chú tổ tông kia không phải thật sự không còn gì khác khách quan mà nói bọn họ đã để lại rất nhiều thủ đoạn cũng làm ra rất nhiều nỗ lực tuy nhiên những thủ đoạn những nỗ lực ấy qua một đoạn thời gian khá dài đã dần dần bị tiêu diệt hoặc là bị mài mòn bởi năm tháng, hoặc là bị kẻ thù phá hủy. Ví dụ như những vị lão thần trung thành và tận tụy, quyết chí khôi phục lại chính mạch, người chết thì đã chết, kẻ bị cách chức thì cũng đã mất mũ quan, thay đổi thì cũng đã thay đổi hết rồi. Lại ví dụ như y, y từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong quận vương phủ Hà Tây. Được lấy tên là Doanh Tử Ngọc, nói với bên ngoài là con trai của quận vương Hà Tây. Từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất chỉ đợi thời cơ chín mùi là có thể khôi phục chính mạch, lên ngôi hoàng đế, dù sao thì đó là những lời mà mấy người đó nói. Về sau quận Vương Hà Tây Doanh Đức Chiêu bị phát hiện che giấu chuyện này, cả nhà bị chém đầu. Đó lại là một đoạn huyết lệ khác nữa. Lúc đó chính là Đặng Nhạc, ti ngục trưởng của Đại Tần Trấn Ngục Ti đã mang theo y chạy trốn khi còn rất nhỏ. Từ đó hai người mai danh ẩn tính, vong mệnh thiên nhai. Cho đến khi đến được thành phong lâm ở Trang Quốc, thì mới có thể trải qua một đoạn thời gian yên bình hiếm có. Lại đến sau này nữa, thành phong lâm bị phá, biên hoang săn ma. Đây là con đường và những trải nghiệm mà Triệu Nhữ Thành Y đã phải đi qua. Đương Kim Tần Đế nói con cháu hoàng thất thì không nên tham dự hoàng hà hội. Y liền lập tức hỏi lại, Y là con cháu hoàng thất hay sao? Nếu như hậu nhân của hoài đế vẫn được thừa nhận, hay vẫn nên được thừa nhận, thì hiện tại người ngồi lên vị trí ngai vàng kia sẽ là ai đây? Đương nhiên. Âm thanh của Hoàng đế Đại Tần vang lên, trả lời, năm đó Hoài đế không đúng, tự làm thất lạc huyết thống, từ đó đến nay Tông Thất luôn cố gắng đi tìm lại phần huyết mạch đã mất này. Trong thân thể của ngươi bây giờ đang chảy dòng máu của Hoàng thất Đại Tần, điều này thì không ai có thể chối bỏ được. Nếu như ngươi quay về Đại Tần, trẫm có thể ban cho ngươi danh phận Hoàng tử, để cho người công bằng giao tranh cùng bọn họ những người đang có mặt đều cực kỳ kinh ngạc không ai là không biết câu chuyện của Tần Hoài Đế. Mà khí phách của đương kim Hoàng Đế Đại Tần lại vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Xem như là hậu nhân của Tân Tuyên Đế, cướp đoạt Giang Sơn lãnh thổ của Tần Thất, thế mà ở thiên hạ đài này, ở trước mặt toàn bộ mọi người đang có mặt, ông ta lại có thể thừa nhận thân phận con cháu Hoàng Thất của hậu nhân Tần Hoài Đế, hơn thế nữa còn ban cho y thân phận Hoàng Tử, một thân phận có thể tranh đoạt Hoàng Vị. Đây là tự tin đến mức nào? nếu không phải là một hùng chủ cái thế thì không thể làm được chuyện như vậy vào giờ phút này triệu nhữ thành chỉ cần gật đầu đồng ý liền ngay lập tức có được địa vị hoàng tử của đại tần có thể quan minh chính đại tranh giành đế vị với người khác cho dù là cơ hội có mỏng manh đến mấy cũng không cần phải lưu lạc đầu đường xó chợ sống chết không rõ ràng thế này nếu đổi lại là một người khác đứng trên lập trường của triệu nhữ thành thì cũng khó lòng mà không bị dao động nhưng Triệu Nhữ Thành vẫn giữ nguyên khuôn mặt không một chút biểu tình. Thông minh như y, chẳng lẽ không hiểu được sao? Có thể đưa ra được điều kiện như vậy trước mặt tất cả mọi người, từ đây có thể thấy, đương kim tần đế đã ngồi vững vàng trên đế vị, căn bản không hề sợ hãi bất kỳ một thách thức nào. Đế quốc đại tần dưới sự cai trị của đương kim tần đế, đã chiến thắng trận chiến ở Hà Cốc, một lần nữa thiết lập lại địa vị trí cao vô thượng ở Tây Cảnh, đồng thời cũng mở rộng sức ảnh hưởng của mình tới tận Nam Vực. Đây là thời kỳ cực thịnh của Tân Quốc. Ký thế của vị trí tôn này không cần nghĩ cũng biết. Nhưng một khi y đồng ý, thì một tia không chính thống cuối cùng của huyết thống nhất mạch của đương kim tề đế này cũng sẽ bị xóa sạch. Y là đang nhận giặc làm cha. Được, vậy xin nói cho bệ hạ biết. Thảo dân Triệu Nhữ Thành, không phải là con cháu hoàng thất của ngài. Đến quan hà đài này là đại diện cho một quốc, vì quốc gia mà tranh đấu. Y là đang nói chuyện với tân đế, nhưng lại vững vàng nhìn chăm chăm vào hoàng xá lợi, tay phải đưa ra sau lưng, nắm giả lấy đầu trên của tích trụ. ts tích trụ, cuộc sống tiếng kiếm treo vẫn rít rào mơ hồ trong cơ thể Y, bắt đầu vang lên dữ dội hơn. Hôm nay lấy kiếm này. Như có hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm, đồng loạt vang lên sao động. Kiếm khí mạnh mẽ đến khủng khiếp bao trùm toàn bộ diễn võ đài. Y thế nhưng lại có thể từ bên trong tích trụ của chính mình rút ra một thanh kiếm hào quang vạn trường. Y tiếp tục nói tiếp, vết kiến tầng thiên tử. Tích trụ là đại long của cơ thể con người. Cho dù là đối với người bình thường, thì nó cũng là trụ cột của cả cơ thể. Trước khi đạo mạch đằng long, thông thiên cung chính được điều dưỡng ở đây. Tích trụ hải còn có tên là thông thiên hải. Tích trụ đại long trong thân thể con người có 33 đoạn, mỗi đoạn tương ứng với một trọng thiên. Tu giả võ đạo, mỗi một bước tiến lên đều phải phá vỡ một trọng thiên tất nhiên là sự đối ứng này cũng giống như sự đối ứng của ngũ tạng và ngũ phủ một sự tương ứng rất mơ hồ không hề cụ thể nhưng bởi vì có sự tồn tại của loại đối ứng này tuy rằng từ trước đến nay chưa bao giờ có người nào có thể đi tới điểm cuối cùng của võ đạo kể cả tu giả võ đạo nhị thập thất trọng thiên cũng chưa từng xuất hiện nhưng những vị đại võ giả đều kiên định tin tưởng vẫn có phong cảnh chí cao tam thập tam trọng thiên vì thế tính quan trọng của tích trụ này không cần nói cũng biết. Bây giờ, Triệu Nhữ Thành lại trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm hào quang vạn trượng từ trong tích trụ của mình. Y dựng dọc thanh kiếm ở trước người, chui kiếm chỉ đất, nằm ngang với phần bụng dưới, mũi kiếm hướng lên trời, vượt qua mái tóc đen. Thanh kiếm này nằm song song với sống mũi Y, chia gương mặt hoàng mỹ của Y thành hai nửa. Sau khi ánh sáng chói mắt mờ dần đi, mọi người mới có thể nhìn rõ ràng hình dáng của thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm dài khoảng 5 thước. Sống kiếm to dày, mũi kiếm được mở ra làm hai. Trên thân kiếm có hoa văn phức tạp, giống như kiếm văn trời sinh, nhưng ẩn giấu trong đó lại là những bóng người khác biệt, làm những việc khác nhau, chỉ hướng chúng sinh. Cả hai mặt của thanh kiếm được mở ra cực kỳ hẹp, mũi nhọn đen bóng. Thanh kiếm này, công chính bình thản, lại tôn quý bất phàm. Giống như không hề có sát khí, nhưng lại coi thường sinh tử. Kiếm này là thiên tử kiếm là bí truyền của hoàng thất đại tần trong lịch sử triều đại chỉ có duy nhất thái tử mới có thể tu luyện từ khi doanh chương giết chết tần hoài đế ở điện hàm dương thì thần thông kiếm này đã bị thất truyền bước đầu tiên để tu luyện kiếm này là phải xóa sạch long khí ở thông thiên hải giấu sâu vào trong biển lớn vẫy phải mờ đi nanh vuốt đều phải thu liễm khi người tu hành tới bước đạo mạch đằng long sau khi thông thiên cung rời khỏi tích trụ, sẽ tụ tập long khí để hóa thành rồng thay thế cho đại long đang ẩn náu trong biển sâu nói cách khác đối với một tu sĩ giả sau khi đạo mạch đằng long tiến nhập vào ngũ phủ hải thì trong thông thiên hải sẽ trống không nhưng đối với một tu sĩ tu luyện thiên tử kiếm thì vẫn còn một con đại long được nuôi dưỡng ở trong thông thiên hải mỗi ngày vận chuyển bí pháp lật đổ thông thiên hải cho đến khi tu hành giả có thể gõ mở nội phủ thì có thể tôi luyện ra một hạt giống thần thông để làm kiếm cụ lấy long khí dẫn đường, đi ngược từ Ngũ Phủ Hải qua Thông Thiên Hải, cứ như vậy thì có thể tạo thành Thiên Tử kiếm. Kiếm này tạo ngũ hành, luận hình đức, khai mở âm dương, chống đỡ xuân hạ, vận hành thu đông. Kiếm này trực chỉ vô tiền, cử chỉ vô thượng, án chỉ vô hạ, vận chi vô bàn. Kiếm vạch lên không trung làm cho mây trôi vần vũ, vùng xuống bên dưới tạo thành ấn ký trên mặt đất. Một khi sử dụng thanh kiếm này có thể hiệu triệu chư hầu, khiến cho thiên hạ phải phục tùng có lẽ vì cảm nhận thấy thần thông thiên tử kiếm này nên tần đế mới mở miệng hoặc cũng có thể nói rằng bởi vì thần thông thiên tử kiếm xuất thế thân phận hậu nhân hoài đế của triệu nhữ thành sẽ phơi bày ra trước toàn dân thiên hạ không có cách nào để che đậy tần đế mới lên tiếng tâm tư của các vị trí tôn thâm sâu như biển trong đó có sự cân nhắc hay không đại khái chỉ có mình ông ta là có thể biết được những người nghe chỉ có thể nằm rạp xuống cung kính nghe theo cẩn thận tính toán gian nan khốn khổ, Ngọc Nhữ Vu Thành. Tần Thiên Tử nói, hay cho cái tên Triệu Nhữ Thành. Âm thanh này nghe không ra vui buồn, chỉ có sự uy nghiêm bất tận. Một thanh âm của nữ tử liễu khoát vô ngân, vang vọng như từ trong mây lên tiếng, Tần Thiên Tử quá khen. Đó là nữ đế Mục Quốc. Thiên kiêu nội phủ cảnh đại diện cho Mục Quốc tranh đấu tại Quan Hà Đài, đã tỏ rõ thái độ nhập thân vào Mục Quốc, vì quốc gia mà tranh đấu. Vậy thì thân là một thiên tử, Đương nhiên vị trí tôn này cũng phải ủng hộ và làm chỗ dựa cho thiên kiêu của nước mình. Lời này nói ra rất bình thường, nhưng trong ngữ khí thì lại biểu hiện rằng bà ấy nghiêm túc coi Triệu Nhữ Thành là thiên kiêu của một quốc. Không có một chữ nào bảo hộ, nhưng từng lời từng lời đều có ý bảo hộ. Cổ trên ghế quan chiến, Hách Liên Vân Vân buông lỏng nắm tay đã nắm chặt, lúc này mới phát hiện, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Cho dù là lấy thân phận của nàng ta, hay dựa vào mức độ sủng ái thì cũng không thể chi phối được ý chí của một thiên tử, chỉ có thể chờ đợi và tiếp nhận. Mà Triệu Nhữ Thành đã đánh cược thắng rồi. Dưới diễn võ đài, Khương Vọng im lặng quan sát, cảm nhận được uy áp như núi biển giữa đôi câu vài lời của Tần Thiên tử, cảm nhận được ngũ đệ của hắn, người thiếu niên từng ngây ngô đơn thuần trong quá khứ, giờ khắc này trên đài thiên hạ, biểu hiện ra quyết tâm cùng dũng khí đến mức nào. Tâm tình trong lòng hắn không có cách nào có thể nói thành lời. Tần thiên tử không nói nữa. Mục thiên tử cũng trầm mặt theo. Một trận sóng to gió lớn, cứ như vậy lắng xuống. Còn trong tâm trí của những người quan sát trận đấu tại Hoàng Hà Hội này, bắt đầu dậy lên bao nhiêu sóng gió thì không ai biết được. Mà vòng bán kết trận nội phủ của Hoàng Hà Hội vẫn chưa kết thúc. Triệu Nhữ Thành miệng nói lấy kiếm ít kiến tần thiên tử, nhưng tất nhiên không thể nào dựng kiếm với tân đế được. Cho dù là ở Hoàng Hà hội này, dưới ánh nhìn chăm chú của các quốc gia khác, y cũng phải chú ý phân tất. Nếu thật dám mất kính với tầng thiên tử, thì không ai có thể bảo hộ được y. Thiên tử của một bá chủ quốc một khi giận dữ, phá nát cao sơn cũng không thể dừng lại, bẻ gãy trường hà cũng khó có thể xoa dịu được. Vì thế từ đầu tới cuối, y chỉ nhìn chăm chầm vào hoàng xá lợi, nhìn chăm chú vào đối thủ trên võ đài lần này của mình. Dùng hành động thực tế để nói rõ, Y đứng trên đài quan hà có ý nghĩa thần thánh này, tham dự vào trận quyết đấu cổ xưa được nhân tộc truyền thừa qua nhiều thế hệ. Giao đấu với dũng khí, trí tuệ và vinh quang. Y biểu hiện ra thần thông thiên tử kiếm là muốn trả cho đương kim tân đế một phần lễ vật. Lấy đó để tiết kiến tần thiên tử. Mà kiếm này, tất nhiên là chỉ về hướng hoàng xá lợi. Y muốn tranh đoạt được vị trí đứng đầu thiên hạ, tất nhiên phải vượt qua được trận bán kết này nhưng mà một khi thần thông lôi âm tháp đã xuất hiện thì hoàng xá lợi gần như đã đứng ở vị trí bất bại rồi các loại kiếm chỉ và thuật pháp của y đều không thể công phá lôi âm tháp trong một thời gian ngắn được mà hoàng xá lợi thì dưới sự bảo hộ của lôi âm tháp liền bắt đầu dồn dập tấn công thần thông bồ đề hoàn toàn không thua kém thần thông linh tê của y mà tài năng chiến đấu của hoàng xá lợi cũng tuyệt đối không thua y một chút nào tình huống như thế này mà cứ tiếp tục thì y khó mà có cơ hội chiến thắng. Vì vậy y quả quyết rút ra thần thông thiên tử kiếm, lấy thần thông kiếm để tranh đấu. Kiếm này y vốn là muốn giữ lại để cho trận đấu cuối cùng. Tại vị trí đỉnh cao của toàn bộ Hoàng Hà Hội, lấy kiếm này ít kiến tần thiên tử. Một kiếm đoạt lấy vị trí quán quân, chân chính tuyên cáo với toàn thiên hạ rằng triệu nhữ thành y từ giờ có thể hành động dưới thanh thiên bạch nhật, đây mới chính là sự đáp lễ mà y luôn tưởng tượng tới. Nhưng Hoàng Hà hội không hổ là nơi tranh đấu của thiên kiêu tất cả các nước, người tài giỏi nhiều vô số kể. Mới đi đến trận bán kết, gặp Hoàng Xá lợi, đã khiến y không thể không sử dụng tới Thiên Tử kiếm. Nếu sử dụng thần thông Thiên Tử kiếm này, y không còn lý do gì để có thể thất bại. Cứ như vậy, y nắm chặt thần thông Thiên Tử kiếm, bước thẳng về phía trước. Giờ phút này y từ bỏ Đại Ngũ Hành Hỗn Thiên bộ, tay cầm Thiên Tử kiếm, chân đường Hoàng đạo chính đạo trước chính là trước sau chính là sau nhưng tốc độ càng ngày càng nhanh gần như chỉ một bước đã tới trước mặt hoàng xá lợi mà một kiếm này cũng ngay lập tức giáng xuống thiên tử giáng lâm vạn dân tránh đường thần thông thiên tử kiếm dài đến năm thước chém xuống giống như một tòa núi cao ầm ầm ngã xuống mà hoàng xá lợi chính là người đứng dưới tòa núi cao đang đổ xuống này như một con kiến nhỏ bé đang phải nên đón núi cao vạn thước thế nào là trực chỉ vô tiền cử chỉ vô thượng án chỉ vô hạ vận chi vô bàn chính là phía trước phía trên phía dưới và chu vi xung quanh không có thứ gì có thể ngăn trở không phải là không có ai ngăn trở không phải vì không có lực lượng nào để ngăn cản mà là bất kể là ai bất kể là lực lượng nào cũng đều không thể ngăn cản cũng đều không thể tồn tại cũng đều lạc vô thiên tử nhất kiếm chư hầu thần phục thần thông thiên tử kiếm chém một nhát lôi âm đình lôi qua ngưng. Thần thông lôi âm tháp treo trên đầu hoàng xá lợi, cứ như vậy tan vỡ. Chúng nhân đều đã thấy, thế gian đều đang xem. Hậu nhân của tần hoài đế doanh tử ngọc, hôm nay lấy danh xưng triệu nhữ thành. Trên thiên hạ đài, rút ra thiên tử kiếm từ tích trụ đại long, lấy kiếm này, chém vỡ lôi âm tháp. Lúc này tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi Lôi âm tháp này là thần thông có thể nhẹ nhàng phòng ngự được cửu kiếp động tiên chỉ, được gọi là vạn tà bất xâm vạn pháp vô thương là thần thông phòng ngự đệ nhất trong thiên hạ bây giờ lại bị một kiếm phá vỡ lực uy hiếp của thanh thiên tử kiếm này quả thực là trực chỉ vô tiền dưới sự vỡ nát của lôi quan sự tán đi của lôi âm triệu nhữ thành tiếp tục bước về phía trước thiên tử kiếm cũng tiếp tục vung lên thiên ý khó hỏi thiên uy sáng rực rỡ thanh kiếm này tuyệt không dừng lại tuyệt không dao động là thanh kiếm có thể lệnh hành thiên hạ mệnh định tứ phương thiên tử kiếm tất trấn bát hoang ta nói này thanh âm của hoàng xá lợi lúc này vang lên nàng ta đối diện với gương mặt tuyệt sắc mỹ nhân của triệu nhữ thành đối mặt với thanh kiếm có thể khuất phục thiên hạ trong ánh mắt mang theo nét cười có phải ngươi quá coi thường ta rồi không người này quá đẹp khi hắn ta rút ra thần thông thiên tử kiếm nắm lấy thiên uy rực rỡ là một vẻ đẹp đến sáng chói đẹp đến kinh tâm động phách, khiến cho nàng ta cực kỳ mừng rỡ, kinh ngạc. Tất nhiên phần cảm xúc này của nàng ta sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu này. Sự vật có tốt đẹp đến cỡ nào cũng không thể ngăn cản nàng ta tiến về phía trước. Có thể dừng bước để thưởng thức hoa, nhưng sẽ không an nghỉ dưới cánh hoa đó. Đây là sự giác ngộ của hoàng xá lợi nàng ta. Hoàng xá lợi tay dơ ngang bồ đề hàng ma sử, ngăn chặn thế kiếm. Lúc này trên diễn võ đài, hoàng xá lợi lưng đối diện hướng nam, mặt hướng về phương bắc, còn triệu nhữ thành thì mặt đối diện phương nam, lưng hướng về phía bắc. Hai người cứ thế trực tiếp đối mặt. Phía trước bồ đề hàng ma sử đang dương cao, là thanh thần thông thiên tử kiếm kinh động cả tầng đế. Mà phía sau lưng nàng ta, thế nhưng lại hình thành lên một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy này ầm ầm như vũ bão, phía trên có thể chạm tới cả bầu trời, hạ xuống có thể nối liền cả núi sông tuy diễn võ đài đã được ngăn cách bởi tấm chế cổ xưa nhưng vẫn có thể nhìn thấy uy áp dấu trời che đất gần như lan rộng đến từng ngóc ngách trên võ đài đây là thần thông cảnh phong là một trong bác phong thần thông đại danh đỉnh đỉnh lúc gió ôn hòa thì bốn mùa bình yên nếu vào tình thế cấp bách thì hung dữ ồn ào bắt nguồn từ phía nam mà cuốn theo cả thiên hạ lúc ôn hòa có thể làm cho bốn mùa yên bình khỏe mạnh xoa dịu đi sát ý loại trừ phân tranh lúc giận dữ thì có thể gầm rú khắp trời đất, cuốn sạch tất cả mọi thứ. Trong bát phong, phong này được xưng là thụy. Xong, phúc họa dựa lẫn nhau, lúc phong thủy thì ác hưởng an khang, lúc họa thì phải nhận tinh hỏa. PS thụy, may mắn. Phong này mang sắc đỏ, nói đến thì nó có ít nhất với hệ hỏa. Nhưng trong tay của cường giả, thì chuyện này cũng không ảnh hưởng gì. Ở phía trên của cơn lốc xoáy nối liền thiên địa, có một ngọn lửa lưu động mà đi thoạt nhìn lại đó là sức mạnh thần thông cảnh phong của hoàng xá lợi phá vỡ thiên khung tiếp dẫn thiên hỏa giáng lâm phong hỏa tương giao đốt cháy lẫn nhau phong này không có chỗ nào có thể tránh khỏi là phong có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn nhất cũng có tính thích hợp để quần chiến nhất trong bát phong nó có sức mạnh và sức uy hiếp để biến đổi và di dịch cả thiên địa dưới sự uy hiếp khủng khiếp của thần thông cảnh phong dưới sức mạnh có thể cuốn sạch tất cả của nó, giọng nói của Hoàng Xá Lợi vang lên vô cùng rõ ràng, nhớ kỹ lão nương tên là Hoàng Xá Lợi. Cho dù dáng dấp của ngươi có đẹp đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể xem thường ta như vậy. Cơn lốc xoáy kinh khủng đó bao phủ toàn bộ võ đài. Sau đó một tiếng nổ to phát ra, mọi người đều không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ thứ gì. Thế nào rồi? Có người bắt đầu lo lắng hỏi người đồng hành có cái nhìn sáng suốt hơn của mình, triệu nhữ thành thành công hay thất bại trên chỗ ngồi xem lễ của tề quốc hứa tượng càng cũng đưa mắt hướng về lý long xuyên mở miệng muốn hỏi đừng lên tiếng lý long xuyên đáp lời chỉ thấy trong cơn cuồng phong đang che trời lấp đất ấy một ánh kiếm bỗng nhiên sáng lên rực rỡ vàng đậm vàng rực trắng bạc tím thước kiều tiên canh kim kiếm khí già lâu la phá trận kiếm chỉ tiểu vô tương niêm hoa kiếm chỉ thậm chí là cả tử khí đông lai kiếm điển những kiếm mà triệu nhữ thành đã học cả đời đều nằm trong đó tất cả kiếm mang đồng loạt tỏa sáng và đều như thần dân bái phục vạn kiếm đang hướng về phía đó về phía kiếm trung thiên tử thần thông thiên tử kiếm với kiếm quan đường hoàng nằm trong tay triệu nhữ thành được y nắm chặt kiên định mà chém xuống nhất ngôn cửu đỉnh tự đạo như pháp một khi thiên tử tức giận hàng ngàn vạn thi thể ắt phải rơi xuống máu chảy thành sông Kiếm này chém nát cảnh phong, rơi xuống trên thân Phổ độ Hàng Ma Sử. Không một tiếng động, Phổ độ Hàng Ma Sử cũng gãy thành hai nửa. Thế nào được gọi là tán chỉ vô hạ? Người thi hành án, đè xuống cũng là. Một kiếm này đè xuống, tất cả mọi thứ đều thành không. Hoàng Xá Lợi hơi ngẩng đầu, nhìn lên Phổ độ Hàng Ma Sử đã vỡ nát, lại nhìn lên nửa thân trên của nó bao gồm cả Phật thủ, đều đã bị cắt đứt ánh mắt của nàng ta. Từ sau khi Triệu Nhữ Thành lộ ra khuôn mặt, ánh mắt của nàng ta không thể dứt khỏi khuôn mặt đó ra được, nhìn chầm chầm rất chân thành, rất vui vẻ. Chiến đấu rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt cũng thưởng thức rất nghiêm túc. Mờ đi rồi. Niềm vui sướng tan đi rồi. Nàng ta bắt đầu tức giận, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu và giận dữ, đốt cháy cả thể xác và tinh thần của nàng ta. Tại sao tên của nàng ta lại là Hoàng Xá Lợi? Bởi vì đối với người chân chính đã bước qua cửa Phật môn, đã thực sự làm hòa thượng, có một cuộc đời đầy thăng trầm, thì đối với họ, xá lợi là thứ quý giá nhất trên đời. Người nữ tử này Người nữ tử không bao giờ khiến người khác bớt lo. Người nữ tử luôn tùy hứng, xấu miệng, khó tính mà hay gây rắc rối. Là báu vật trân quý nhất trên đời này của Hoàng Phất. Phổ độ hàng ma sử này là do Hoàng Phất chính tay đúc, những hình chạm nổi trên thân sử, là do ông ta tự tay từng đao từng đao khắc ra. Chiếc sử này đã theo ông ta rất nhiều năm, được ông ta coi là binh khí hộ đạo của mình, nhất định không cho người khác đụng vào. Nhưng chỉ vì năm ấy khi Hoàng Xá Lợi mới 10 tuổi nói thích, liền lập tức đưa nó cho nàng ta. Mà bây giờ, triệu nhữ thành ngươi dám chém đứt nó. Ngươi con mẹ nó cho dù đẹp trai đến đâu đi chăng nữa, thì sao ngươi lại dám làm điều này? Đôi mắt to tròn mà có thần của Hoàng Xá Lợi, đột nhiên lưu quan vạn đạo vô số hình ảnh vỡ nát nhanh chóng lóe lên giống như sóng lớn dập dìu dường như vừa lướt qua mà mọi người thì khiếp sợ nhìn thấy cây kiếm án chỉ vô hạ đã chém gần tới mặt của hoàng xá lợi thần thông thiên tử kiếm gần như sắp chém xuống nàng ta dưới một lực lượng vô hình kiên quyết nào đó nó bắt đầu di động lên trên lên trên rồi bắt đầu chuyển động trở về mà những mảnh vỡ đã bị chém nát của phổ độ hàng ma sử lại lấy tốc độ giống nhau bay trở lại hợp với mảnh vỡ trên tay của hoàng xá lợi một lần nữa hợp nhất thành một thể cơn lốc xoáy che lấp cả bầu trời của thần thông cảnh phong lại một lần nữa nhập lại với nhau trong cảnh phong kiếm mang chói lọi mang nhiều màu sắc khác nhau lúc trước dần dần mờ đi toàn bộ diễn võ đài một lần nữa bị cảnh phong bao phủ không còn nhìn thấy mặt trời chuyện chuyện gì vừa mới xảy ra vậy có người không nhịn được hỏi Giọng nói run run, lắp bắp nhưng chính bản thân cũng không nhận ra điều đó. Tự bản thân hắn ta không nhận ra điều đó, người nghe thấy cũng không cảm nhận được. Tất cả người quan chiến đều rơi vào một sự chấn kinh không thể nào diễn tả được. Đây là loại sức mạnh gì vậy? Triệu Nhữ Thành đang ở trong cảnh phong, không hề biết tất cả những chuyện vừa xảy ra, y vẫn duy trì tư thế hai tay nắm chặt thần thông thiên tử kiếm, tính toán làm thế nào để có thể kết thúc cuộc chiến này chỉ có hoàng xá lợi là đi lại trong cảnh phong đi lại trong thời gian đây là thần thông tối thượng nghịch lữ ps nghịch nữ cuộc hành trình ngược cuộc đời giống như nghịch lữ chỉ có một mình ta là người lữ hành tác dụng của nó rất đơn giản chỉ cần dùng bốn chữ là có thể khái quát được đảo ngược thời gian dòng sông thời gian chảy qua bao nhiêu thời đại luôn kiên quyết vô tình và không chịu dừng lại bởi bất kỳ một ai chỉ có người lữ hành ngược thời gian trong cuộc thi đấu đã diễn ra vừa rồi dưới việc sử dụng thần thông linh tê và thần thông bồ đề hai người bọn họ đã đưa ra lựa chọn tối ưu nhất bây giờ tất cả một lần nữa được bắt đầu hoàng xá lợi nàng ta cũng đã có những nhận thức mới nàng ta hiểu rõ và nhìn rõ lựa chọn tối ưu nhất mà triệu nhữ thành sẽ sử dụng trong trận quyết chiến của các cường giả điều này là quá đủ để quyết định sinh tử rồi nàng ta nhảy vào trong cảnh phong lợi dụng lực lượng thần thông cảnh phong để đánh lừa triệu nhữ thành mà lúc này, lôi âm tháp vừa mới bị phá hủy, cảnh phong vừa mới được tung ra, tiếng chế nhạo của hoàng xá lợi nàng ta vừa mới rơi xuống, và thần thông thiên tử kiếm của triệu nhữ thành cũng đang chém xuống. Nhưng tất cả cũng đã kết thúc rồi. Nàng ta đã dự đoán trước được lựa chọn của triệu nhữ thành, một tay cầm phổ độ hàng ma sử, dùng phật thủ đập vào cổ của triệu nhữ thành, đâm vào nửa đoạn. Máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ chùi y phổ độ hàng ma sử màu đồng thau của nàng ta. Thanh quan mạnh mẽ trào dân thuộc về dư tỷ chân quân xuất hiện, mà triệu nhữ thành thì đã gục xuống. Ngũ phủ tứ thần thông hoàng xá lợi, môn thần thông thứ tư mà nàng ta ẩn giấu đến cuối cùng, thế nhưng lại là thần thông tối thượng nghịch lữ. Thế mà có thể đi dạo trên dòng sông thời gian, mang lực lượng to lớn nghịch chuyển thời gian. Phóng tầm mắt nhìn khắp hoàng hà hội, có thể nói rằng thiên kiêu như mây, quần tỉnh long lánh. Vô số những thần thông có lực lượng cường đại xen kẻ lẫn nhau, cùng nhau tỏa sáng chói lọi nhưng nghịch lữ là loại thần thông tối thượng trong số những thần thông xuất hiện trước mặt mọi người từ khi bắt đầu hoàng hà hội cho đến bây giờ không có bất kỳ thần thông nào có thể so sánh với nó lúc mà triệu nhữ thành ngã xuống hách liên vân vân từ nơi xem lễ của mục quốc ngay lập tức đứng dậy nhưng có một bóng người còn nhanh hơn cả nàng ta khương vọng người đang đứng dưới võ đài ngay lập tức nhảy lên sàn đấu vì dư tỷ chân quân đã can thiệp vào trận đấu nên thắng thua đã được định đoạt. Dù cho kết quả trận đấu chưa được chính thức công bố, nhưng hành động này của Khương Vọng cũng không bị xem là vượt quá khuôn phép. Hắn xuất hiện bên cạnh Triệu Nhữ Thành, quỳ gối trên mặt đất, vương tay muốn che lại cái cổ đã bị đâm thủng một nửa của Triệu Nhữ Thành, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến thanh quan kia, nên hắn run rẩy không dám tới gần. Không biết xuất phát từ tâm tình như thế nào, dư tỷ chân quân đang đứng dưới đài, nhàn nhạt nói một câu, không chết được. Sau đó lớn tiếng tuyên bố, người thắng cuộc là hoàng xá lợi đến từ kinh quốc. Kết quả đã được định đoạt. Triệu Nhữ Thành nằm ngửa ra trên mặt đất. Sau khi y mất đi khả năng phản kháng, thần thông thiên tử kiếm đã quay trở lại thông thiên hải. Ấn ký hoàng diện Phật đang cười trên trán của y sớm đã bị tách ra, nhưng vẫn còn lưu lại một vết lõm khá nông, ba đường máu uốn khúc chảy xuống vẫn chưa được xóa sạch, lúc này đã khô lại. Mái tóc ngắn của y trong sự ngăn nắp gọn gàng, lại lộ ra một chút dữ tợn. Triệu Nhữ Thành như thế này là điều mà Khương Vọng hắn chưa bao giờ thấy qua. Chỉ trong thời gian 2 năm, đã đem gương mặt này của y mài giữa ngày càng trở nên tuấn mỹ hơn. Dù đi đâu hay làm gì thì gương mặt này vẫn luôn thu hút nhiều sự chú ý và yêu mến. Có một lần bọn họ hành hiệp trượng nghĩa ở Trấn Thanh Sơn, giải cứu một nữ tử bị một thiếu niên ác độc ngông cùng quấy rối, người nữ tử đó đã cảm ơn đổ giả hổ, người trực tiếp đánh ngã kẻ quấy rối kia lăng hà người đã phủ quần áo lại cho nàng ta phương bằng cử người trò chuyện vui vẻ cùng với quan chức thị trấn và khương vọng người đã sử dụng chỉ một nhát kiếm duy nhất để đẩy lùi tên quấy rối đó cuối cùng nàng ta nói với triệu nhữ thành người không có bất cứ hành động thực tế nào mà chỉ mắng mỏ tên quấy rối một câu đại ân không có cách nào có thể báo đáp chỉ đành lấy thân báo đáp vậy nên cũng không thể trách đổ giả hổ vẫn luôn muốn đấm vài quyền vào gương mặt anh tuấn này bây giờ cũng là gương mặt này người nam tử này đang nhìn chằm chằm vào bầu trời một cách vô hồn y có lẽ vẫn đang nghĩ xem rốt cuộc y đã thua như thế nào điều này không hề liên quan đến trí tuệ trong trận đấu vừa rồi y đã đưa ra những chọn lựa phù hợp nhất với trí tuệ của mình rồi người thông minh hơn thường có chút tự phụ hơn bất kể nghĩ thế nào đi chăng nữa thì y đáng lẽ ra không thể thua mới đúng thần thông nghịch lữ chỉ có tác dụng trong phạm vi của diễn võ đài đảo ngược thời gian của y và hoàng xá lợi nhưng nó không hề ảnh hưởng đến bên ngoài diễn võ đài cũng không thể ảnh hưởng đến bên ngoài diễn võ đài không cần phải nói tới sáu vị trí tôn chỉ cần nói đến cường giả dẫn đầu đội ngũ của các nước đang ngồi trên khán đài hoàng xá lợi có thể thay đổi thời gian của ai chỉ là những người ở trong trận đấu những người bị thời gian cuốn đi thì không tránh khỏi có chút u mê. Hoàng Xá Lợi, người sở hữu thần thông này, có thể chậm bước du hành trong thời gian, mà Triệu Nhữ Thành, người bị đảo ngược thời gian thì vẫn dừng lại ở khoảnh khắc cầm thanh kiếm kia chém xuống. Y càng nghĩ càng không hiểu nổi, tại sao y lại đột nhiên lại bị nhìn thấu lựa chọn của mình, bị đánh thành ngã gục ở trong tình huống bất ngờ không kịp đề phòng. Phải biết rằng lúc trước, lúc Hoàng Xá Lợi đột nhiên gọi ra lôi âm tháp tấn công trực diện, mặc dù y phải né tránh một cách khó khăn, nhưng cũng tránh được phần lớn sức mạnh đến từ cú tấn công đó. Làm sao mà lúc này lại hoàn toàn bị đối thủ khống chế? Cho đến khi y nghe thấy dư tỷ thông báo. Đôi mắt y mờ đi. Đừng nghĩ về nó nữa. Thắng bại đã trở thành kết quả rồi. Nhưng nhãn cầu của y vẫn hơi chuyển động. Rồi y nhìn thấy Khương Vọng. Một khuôn mặt quen thuộc, dịu dàng, thanh tú và cương nghị, một gương mặt góc cạnh đã hiển thị rõ sự mài dũa của thời gian phong tư độc nhất. Lúc trước y đã lặng lẽ quan sát qua gương mặt này rất nhiều lần, nhưng vào giờ phút này, ở khoảng cách gần như vậy nhìn tới, người này thật là đã trở nên anh Tuấn không ít. Nếu bàn về dung mạo thì có thể xếp hàng thứ hai trong hàng ngũ phong lâm ngũ hiệp rồi. Lúc này Khương Vọng đang cúi đầu nhìn y, trên mặt hắn không cách nào che giấu sự ân cần cùng lo âu. Khương Khương bởi vì cổ của đã bị đâm thủng một nửa nên cho dù có thanh quan của dư tỷ chân quân giúp khôi phục phần nào thì y cũng rất khó nói thành lời thật xin lỗi y cười nụ cười này thực sự rất mê người một người mỹ nam tử đang nằm trên mặt đất với vết thương nghiêm trọng thê lương và buồn bã nở nụ cười đây là một phong cảnh khiến người ta động lòng đến cỡ nào làm cho người ta tan nát cõi lòng cũng làm cho lòng người say mê cho dù là người chiến thắng hoàng xá lợi, cũng không nhịn được bước tới trước một bước, nhưng rồi nàng ta chợt nhớ ra mình chính là người đã đánh triệu nhữ thành thành ra thế này. Thế là nàng ta đành rụt chân lại một cách ngượng ngùng. Khương Vọng nhẹ nhàng vươn tay hơi nâng thân trên của Triệu Nhữ Thành lên, để y có thể nói chuyện một cách thuận lợi hơn. Xin lỗi vì điều gì? Hắn ôn tồn hỏi. Hắn vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn bao dung đối với người thân, bạn bè bằng hữu, cho dù trải qua lừa dối hắn vẫn lựa chọn tin tưởng, đi qua bóng tối nhưng không bị bóng tối vấy bẩn. Triệu Nhữ Thành từ từ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra nhìn Khương Vọng. Trên người mang thương thế, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu nụ cười. Ta đã nói là ta sẽ giành được vị trí quán quân, đã nói là sẽ gánh vác hết thảy, ta đã quá khoác lác rồi, ta không làm được. Khương Vọng chỉ nhìn vào ánh mắt của y, không nói thêm lời nào khác. Hắn chỉ nói, để phải biết rằng ai mới là ca. Sau đó Triệu Nhữ Thành không nhịn được lại cười, trong khi cười thì kìm không được phun ra ngoài một nguồn máu. Y muốn quay đầu, nhưng lại không có khí lực. Máu phun lên thanh sam của Khương Vọng. Loại cảm giác bất lực do không nắm giữ được chính bản thân mình, làm cho Y cảm thấy rất dày vò. Bởi vì, Y rõ ràng đã không cho phép mình trở lên vô lực một lần nữa. Khương Vọng cúi đầu nhìn theo ánh mắt vô lực của Y, đột nhiên nói, giống như hoa mai đỏ vậy. ánh mắt của triệu nhữ thành thật giống như là có chút hoảng loạn. trong ánh mắt hoảng loạn đó, y nhìn lên tà áo xanh của khương tam ca có dính vài giọt máu đỏ tươi li ti, thật sự giống như những đóa hoa mai mới nở. y lại muốn cười. cái đó. đúng lúc này, một giọng nữ vô cùng dịu dàng, ôm nhu vang lên. khương vọng quay đầu nhìn lại, thì thấy một đôi mắt màu xanh biết cực kỳ đẹp chủ nhân của đôi mắt này có lẽ là một nữ tử vô cùng ôn nhu đến khi nói chuyện thì giọng nói cũng cực kỳ nhỏ nhẹ như sợ làm phiền đến người khác ta là hách liên vân vân công chúa của một quốc là bằng hữu của triệu nhữ thành nữ tử này mặc trang phục truyền thống của thảo nguyên tay chỉ vào người đang nằm trong ngực của khương vọng tiếp lời thương thế của huynh ấy ta cho người tới xử lý được không nói xong nàng ta tới một bên khác bên cạnh người của triệu nhữ thành rồi nửa ngồi xổm xuống, trên mặt mang nụ cười vừa ôm nhu lại vừa thân thiết, giang hai tay ra ý chỉ Khương Vọng đưa người lại cho nàng ta. Vũ Văn Đạt đi sát phía sau hách Vân Liên Liên nghe thấy vậy trợn mắt há mồm ngạc nhiên, từ lúc nào mà Vân Điện Hạ của chúng ta nhẹ nhàng ôn nhu đến thế. Ôn nhu đến nỗi khiến người ta phải lạnh cả sống lưng. Đứng trên quan hà đài này, thân phận của nữ tử này tất nhiên không phải là giả. Hơn nữa nữ tử này cực kỳ thông minh, chỉ một câu nói vô cùng đơn giản, không mang một chút tính công kích nào, biểu hiện rõ ràng ý muốn và năng lực có thể cứu chữa thương thế cho Triệu Nhữ Thành, lại làm mất đi tâm lý kháng cự của Khương Vọng ở mức độ cao nhất. Nhưng Khương Vọng vẫn hướng ánh mắt về phía Triệu Nhữ Thành. Chỉ đến khi Triệu Nhữ Thành đáp lại hắn bằng một ánh mắt khẳng định thì mới nửa ôm Triệu Nhữ Thành lên, tiến lên phía trước đưa qua. Để ta, để ta. Vũ Văn đặt đầu tóc đều được thắt biến, nhanh chóng tiến lên phía trước hai bước, khủy gối xuống, Tha thiết đưa hai tay ra, nhanh chóng nhận lấy Triệu Nhữ Thành, phóng khoáng nói, "Vân Điện Hạ, việc nặng nhọc như thế này cứ để ta làm cho. Hơn thế nữa Nhữ Thành là duệ cai của ta, ta đi chiếu cố, chăm sóc hắn ta cũng là điều nên làm." Vì sợ làm ảnh hưởng đến thương thế của Triệu Nhữ Thành, nên Khương Vọng cũng không thể tránh được, đành phải để kẻ có thái độ như đang sốt ruột muốn cướp người này ôm đi. Khương Vọng có chút không yên lòng, nhìn rồi lại nhìn y, sau đó hướng tầm mắt qua vị công chúa mục quốc có đôi mắt xanh biếc kia. Hách liên vân vân không giấu vết thu hồi lại hai tay, từ từ đứng lên, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn nhu kia, giao cho Vũ Văn Đạt cũng giống như nhau thôi, bọn họ cũng là bạn tốt. Khương Vọng lại hướng ánh mắt lên trên người Triệu Nhữ Thành để xác nhận lại, lúc này hắn mới yên tâm. Hắn nghiêm túc thi lễ với vị công chúa Điện Hạ này, tiểu ngũ nhà ta xin làm phiền mọi người bảy nghe được tiếng tiểu ngủ này hách liên vân vân cười càng nhẹ nhàng ôm nhu hơn người một nhà không cần phải khách sáo như vậy chiếu cố nhữ thành là điều chúng ta nên làm sau này nếu như huynh muốn đến một quốc thăm huynh ấy thì cứ nói tên của ta như vậy một đường sẽ không bị cản trở gì xem ra triệu nhữ thành ở một quốc cũng trải nghiệm nhiều thứ rồi người ta cũng đã xem đệ ấy như người một nhà mà đối đãi rồi khương vọng nghĩ như vậy tâm tình cảm ơn càng trở nên thành khẩn hơn một mực đưa ánh mắt nhìn theo hách liên vân vân và vũ văn đạt đang đi xuống võ đài dư tỷ chỉ chịu trách nhiệm giữ mạng sống cho thiên kiêu không giúp hồi phục hoàn toàn vết thương may mà một cường quốc thiên hạ như một quốc không hề thiếu linh đang dịu dược cường giả y tu vũ văn đạt vội vã ôm triệu nhữ thành rời khỏi diễn võ đài rảo bước như bay bước tới bên ngoài trụ lục hợp trong số ngự y đi cùng với một quốc lần này có một vị y thuật cực cao bởi vì thích yên tĩnh nên một số phương pháp trị liệu không tiện cho người ngoài nhìn thấy, vậy nên vẫn chưa tới xem lễ, chỉ ở lại một đường chờ lệnh. Vũ Văn Đạt sẽ tìm đến ông ta. Đạt. Triệu Nhữ Thành khó khăn nói. Sao vậy? Vũ Văn Đạt vừa bước nhanh vừa hỏi. Hắn ta không chế thân hình rất tốt, không gây ra chút sóc nảy nào. Ở lại, Triệu Nhữ Thành nói. Chúng ta tới một đường trị thương cho ngươi. Giọng nói Vũ Văn Đạt rất sốt ruột. Triệu Nhữ Thành hòa hoãn, kiên trì nói, ta muốn xem trận chiến. Không được, ngươi nghe ta đi. Vũ Văn Đạt quăng một câu, không ngó ngàng gì mà bước ra ngoài. Đúng là thừa dịp Triệu Nhữ Thành trọng thương, muốn lộng hành một hồi. Đột nhiên, cơ thể y khựng lại, nhưng là bị kéo. Vũ Văn Đạt nhìn lại, hách liên vân vân đang nhìn hắn ta. Thần phải đưa Nhữ Thành đi chữa trị, vân điện hạ. Hắn ta lo lắng nói: "Chúng ta phải tôn trọng tâm trạng của người bị thương, công chúa điện hạ của đại mục nói." "Tôn trọng cái gì, chờ hắn lành lại rồi tôn trọng." Vũ Văn Đạt lại quay đầu rời đi. Hách Liên Vân Vân lại giữ hắn ta lại. "Nói ngươi hiểu chuyện, hình như ngươi không hiểu chuyện lắm." "Nói ngươi không hiểu chuyện, ngươi lại rất cố gắng hiểu chuyện." Hách Liên Vân Vân trừng mắt nhìn y, "Rốt cuộc ngươi có hiểu chuyện không?" Vũ Văn Đạt nghe đến ngốc, "Ý, ý gì vậy?" Hách liên vân vân không muốn nói thêm lời vô ích liền đưa tay khoát một cái kéo triệu nhữ thành vào vòng tay mình, nóng nảy hất cầm, tới một đường lấy chút thuốc trị thương tới đây đi, chỗ này giao cho ta. Vũ Văn Đạt nhìn hai bàn tay trống không, muốn tranh luận một vài câu, nhưng dù sao hắn ta cũng không phải kẻ ngốc. Chỉ rầu rĩ từng một tiếng rồi vội vội vàng vàng chạy về một đường tìm vị ngự y cung đình kia lấy thuốc. Trên diễn võ đài đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, thiên kiêu tề quốc khương vọng thân mặt thanh sam, cầm kiếm đứng một mình. Hoàng xá lợi đã trở lại vị trí chuẩn bị chiến đấu của kinh quốc, đang đỉnh đạt vỗ vỗ vai tôn trung vị sơn, nói gì đó. Mà thiên kiêu tân quốc tần chí trăng mặt võ phục màu đen đang chuẩn bị rời khỏi vị trí chuẩn bị chiến đấu, từng bước một bước lên. Khi đó, mọi mờ ảo đều đã tan biến. Chỉ có sắc đen kiên nghị trầm tĩnh bước về phía trước và sắc xanh kiên định đứng sừng sững kia là chân thực. Trận bán kết thứ hai của cấp độ nội phủ Hoàng Hà Hội sắp bắt đầu. Hách liên vân vân ôm triệu nhữ thành, đặt y vào ghế khán giả của một quốc, cố ý ngồi cách ngọc chân nữ ni một chút. Sau đó lấy ra một bình ngọc, mở nắp ra, rắc bột thuốc màu xanh lên vết thương của triệu nhữ thành. Ngay lập tức triệu nhữ thành cảm thấy vết thương trên cổ bắt đầu ngứa ngáy, đó là bằng chứng cho thấy phần máu thịt bị thương đang hồi phục. Ngay sau đó, hách liên vân vân lấy ra một cái bình nhỏ màu vàng kim, nhỏ ra vài giọt nước thuốc màu vàng, đắp lên vết thương. Cảm giác đau đớn cũng biến mất, vết thương có cảm giác rất ấm áp. Nhìn đôi mắt xanh biết đẹp đế kia đến gần, Triệu Nhữ Thành có chút ngẩn ngơ. Không phải người bảo Vũ Văn Đạt đi lấy thuốc trị thương sao? Người đang làm gì vậy? Hách Liên Vân Vân cười khanh khách, dịu dàng nói, thế nào rồi? Có phải tốt hơn không? Ngồi ở chỗ này có thấy rõ không? Có muốn ngồi gần hơn không? Trong lòng Triệu Nhữ Thành thở dài một hơi. Tốt hơn nhiều rồi. Y nói, chúng ta xem trận đấu thôi lúc này y nói chuyện đã không còn phải cố sức nữa loại thuốc mà hách liên vân vân sử dụng như thần dược vậy đáng tiếc là không chỉ mỗi cổ y bị thương thậm chí đến hồn vía cũng phải cần thời gian chữa trị nhưng chỉ xét về vết thương thể xác thì đã khá hơn nhiều rồi coi như không quá thê thảm được rồi hách liên vân vân ngồi bên cạnh y ánh mắt nhìn về diễn võ đài giọng điệu thản nhiên hỏi Khương vọng của Tề Quốc kia có quan hệ gì với huynh thế? Triệu Nhữ Thành nhìn bóng dáng áo xanh đang đứng sừng sững trên diễn võ đài, chậm rãi nói, đó là sư huynh kết nghĩa của thần. Thần vẫn luôn nghĩ rằng huynh ấy không còn nữa. Nói đến thì, chính vì nghe được tin tức của huynh ấy, thần mới tới Quan Hà đài. Hách Liên vân vân nhìn lên diễn võ đài, gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Trận bán kết thứ hai của Hoàng Hà hội cuối cùng sắp bắt đầu trận đấu này được rất nhiều người mong chờ. Vì tu sĩ thiên phủ Tần Chí Trăng, đối chiến với Khương Vọng đã đại thắng hạng Bắc. Trước đó, nhiều người nôn nóng tới mức thậm chí hy vọng rằng trận bát kết đầu tiên có thể lượt bớt, thông báo kết quả là được rồi. Bởi vì họ thực sự mong đợi hào quang của một tu sĩ thiên phủ khác trong năm nay. Mà Khương Vọng, người dường như không hề tốn quá nhiều sức lực đã đánh bại thiên kiêu hạng Bắc, giới hạn của hắn ở đâu. Lúc đầu, không ai có thể ngờ rằng trận chiến giữa hai nước mục kinh lại diễn ra đặc sắc đến vậy. Triệu Nhữ Thành rút Thiên Tử kiếm ra, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Hoàng Xá lợi dùng thần thông tuyệt đỉnh chuyển bại thành thắng khiến người ta không nói nên lời. Không hề khoa trương khi nói rằng trận đấu ở hiệp đầu gần như đã nâng chất lượng của trận chiến cấp độ nội phủ của Hoàng Hà hội năm nay tới hàng đầu lịch sử. Bây giờ hãy xem cuộc chiến giữa Thiên Kiêu hai nước tầng tề có thể khiến trận nội phủ hoàng hà hội lần này lưu danh sử sách hay không nếu thiên kiêu hai nước tầng, tề có thể cống hiến một trận đấu không kém gì trận bán kết đầu tiên vậy thì mức độ đặc sắc của trận nội phủ trong hoàng hà hội năm nay gần như có thể chen chân vào top 10 trong lịch sử giờ đây khương vọng đang đứng trên đài nghênh đón đối thủ của hắn ở trận bán kết tần chí trăng bước đi chậm rãi mặc cho người quan chiến nóng ruột đến đâu mặc cho bọn họ mong đợi hay thúc giục hắn ta vẫn đi về phía trước với tốc độ vốn có, ngăn từng đợt ánh mắt cuộn lên như thủy triều, cuối cùng đứng sừng sững như đá ngầm trên diễn võ đài. Tần chí trăng mặc đồ đen, giống như một tảng đá ngầm trầm lặng. Khương vọng mặc áo xanh, tay cầm trường kiếm, trông giống như một cây tùng cao thẳng. Mỗi người đều có phong thái riêng, đứng song song với nhau dưới tinh quang của dư tỷ chân quân. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lại nói tiếp, đây đương nhiên là trận chiến được mong đợi nhất, nhưng cụ thể với hai đối thủ, hiển nhiên càng có nhiều người tin chắc rằng Tần Chí Trăng sẽ thắng. Suy cho cùng thì ngũ phủ đồng diệu thực sự quá chói mắt. Tuy nhiên, sau trận chiến giữa Hoàng Xá Lợi và Triệu Nhữ Thành, một số người kỳ vọng càng cao hơn vào khương vọng. Bọn họ đều nhớ tới sau khi Tân Chí Trăng hiện ra ngũ phủ đồng diệu, ba người còn lại cũng đứng trong tứ cường không hề sợ hãi mà đều nóng lòng muốn thử sức. Vào thời điểm đó, vẫn có nhiều người cho rằng đó là cố gắng chống đỡ, bây giờ xem ra. Triệu Nhữ Thành rút ra thiên tử kiếm, hoàn toàn có thực lực để chống lại tu sĩ Thiên phủ. Hoàng xá lợi sở hữu thần thông tuyệt đỉnh vô cùng chói mắt, chỉ có hơn chứ không kém. Vậy còn Khương Vọng? Hắn sẽ thể hiện xuất sắc thế nào? Dư tỷ vẫn chưa tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Trên tay Khương Vọng đã cầm kiếm. Mọi người nhìn thấy Tần Chí Trăng vương bàn tay mạnh mẽ và vững chãi của mình ra, thăm dò trong hư không và rút ra một trường đao màu đen. Đây là lần đầu tiên Tân Chí Trăng rút vũ khí của mình kể từ đầu Hoàng Hà Hội. Mà trong hoàn cảnh Khương Vọng không hề tỏ ra mình bị áp lực. Trước khi cuộc chiến bắt đầu, trên vị trí chuẩn bị chiến đấu của Tần Quốc, Chương Cốc, Thống soái Bá Nhung Quân ôn hòa cười, xem ra thiên kiêu tề quốc này cũng đã khiến Chí Trăng cảm thấy áp lực. Lúc trước hắn có nói chuyện cùng Khương Vọng của Tề Quốc, có lẽ cũng hiểu rõ người đó một chút. Cam Trường An đã bình phục chấn thương, đứng một bên nói. Hoàng Bất Đông vẫn nửa tỉnh nửa gật gù lúc này mở mắt ra lẩm bẩm, vậy nên Khương Vọng này có thể mang đến nhiều điều bất ngờ hơn Hoàng Xá Lợi và Triệu Nhữ Thành. Hoàng Hà hội là sự kiện lớn tề tựu các thiên kiêu trẻ tuổi từ các nước, người tham gia ai nấy đều phong nhã hào hoa. Chỉ có mỗi Hoàng Bất Đông này, chỉ nhìn vẻ bề ngoài còn già hơn cả Trương Cốc ngồi cùng Trang Trường An mới 19 tuổi điện mạo thanh tú, nói là ông và cháu cũng có người tin. Nhưng trong hai vị thiên kiêu này, người trẻ tuổi non nớt thì lại nhìn hết toàn cục, suy nghĩ thấu đấu, rất để tâm mọi thứ xung quanh. Người có về già nua tan thương lại là người mê mê tỉnh tỉnh, chẳng để tâm thứ gì. Có lẽ đối với Tần Chí Trăng là như vậy, mặc dù ta cảm thấy không hợp với tình hình hiện tại. Cam Trường An nói một câu, sau đó nghi hoặc nói, Ta vốn nghĩ đao của y sẽ chỉ xuất hiện trong trận chung kết. Tại sao y lại coi trọng khương vọng này như vậy? Tư liệu về thiên kiêu các nước mà Tần Quốc nắm giữ, Tần Chí Trăng có thể thấy, y cũng có thể thấy. Xem từ tư liệu, khương vọng của Tề Quốc xưng hùng ở hải ngoại, Tề cảnh vô địch quả thực là chói mắt. Nhưng đặt vào trong thiên kiêu của sáu cường quốc trong thiên hạ thì cũng không xem là xuất chúng. Tần Chí Trăng có tu vi Thiên Phủ, là người có cơ hội đoạt khôi nhất trong cấp độ nội phủ không nói là không coi ai ra gì nhưng ít nhất có thể nhìn xuống bất kỳ ai ngoài hoàng xá lợi, hơn nữa bản thân còn có lòng tin không gì sánh được, đáng lẽ không nên hành xử thận trọng như vậy. Mặt khác, về mặt chiến thuật, sau khi người chiến thắng trong trận bán kết đầu tiên hoàng xá lợi thể hiện ra thần thông tuyệt đỉnh vô cùng đáng sợ, tần chí trăng càng nên che giấu sức mạnh của mình để hy vọng vào chung kết. Thay vì rút đao ngay từ đầu, để lộ ra càng nhiều trước mặt hoàng xá lợi. Đừng lo lắng, con cháu tự có phúc của con cháu. Hoàng bất đông hơi vặn cổ để bản thân thoải mái hơn, chúng ta không cần phải nhọc lòng. Cam Trường An ung dung thản nhiên dịch ra phía ngoài. Chiếm tiện nghi thế này, Tần Chí Trăng nghe được, không phải sẽ liều mạng với ngươi sao? Hơn nữa, giọng điệu bạn đời này là sao? Vương Tây Hữu khen y là 8 tuổi có thể Trường An, nhưng bây giờ y đã 19 tuổi, Cam Trường An phát hiện có rất nhiều người mà y không thể hiểu được chương Cốc liếc nhìn bộ dạng uể oải của Hoàng Bất Đông, khó mà phán đoán được tên này đang cố tình chiếm tiện nghi, hay là đầu óc hắn ta có vấn đề thiếu não, thuận miệng ông nói gà bà nói việc. Hai thiên kiêu của Tân Quốc, một người là suy nghĩ quá nhiều, quá thông minh thành ra dễ tổn thương, phải chú ý động viên. Người còn lại thì suy nghĩ quá ít, phải cho roi cho vọt. Nói qua nói lại vẫn là tầng trí trăng cảnh giới thấp thấp nhưng lại ổn định nhất. Đáng tiếc, hắn ta quá hướng nội, lại hơi để tâm những chuyện vụn vặt tận hưởng trận chiến yêu cầu sự hoàn hảo có thể là một việc tốt cho tu hành nhưng với quân đội thì không hẳn trong quan niệm của trương cốc về dùng binh chiến tranh không nên là thứ để người ta thưởng thức đương nhiên những suy nghĩ này đều là ở trong lòng trên mặt không hề biểu lộ ông chỉ lặng lẽ nhìn diễn võ đài nghĩ về tương lai của tần quốc ố vị trí nào thì mưu tính cho việc nơi đó về phần doanh tử ngọc hậu nhân của hoài đế ư không cần thiết phải suy nghĩ cũng không nên nghĩ quanh trụ lục hợp chính là thiên hạ đài nhưng tất cả đều biết thiên hạ đài chân chính vốn hợp rồi lại hợp chỉ còn sót lại một diễn võ đài những vinh quang và lịch sử xa xưa vẫn đang tiếp diễn tần chí trăng rút đao từ trong hư không đao này toàn thân đen nhánh cán dài lưỡi thẳng ba thước có một hàng quan nội liễm đây thực sự là một thanh đao giết người, không có bất kỳ phần trang trí nào thừa thải. Đốc đao xoay ngang, thân đao dựng đứng. Ngang phẳng dựng thẳng, khiến người ta có cảm giác sinh tử được chia đều, vô cùng lạnh lẽo. Trong tinh quang ngăn cách giữa hai người, Tân Chí Trăng để đao trước ngực, nghiêm túc nói, quyền thuật của ta hiện tại đã đạt tới đỉnh cao nhất của cảnh này, nhưng vì luyện đao đã lâu, vậy nên đao của ta càng tốt hơn. Này lấy đao này, thử kiếm của ngươi. Trên vị trí quan chiến của Tần Quốc, Cam Trường An lại cao mày. Trong nhận thức của Y, Tần Chí Trăng không phải là người nói nhiều. Hôm nay có vẻ hơi khác lạ. Nhưng trên đài, Tần Chí Trăng chắc chắn đã thể hiện sự tôn trọng của mình. Tôn trọng đối thủ, càng tôn trọng trận chiến này. Mắt Khương Vọng không hề gần sóng. Cái gọi là đỉnh cao nhất của cảnh giới là giới hạn có thể đạt được trong trạng thái hiện tại. Những gì hắn hiểu về đỉnh cao nhất của cảnh giới sau khi đến quan hà đài là đao thuật nhân duyên của cam trường an trong ngoại lâu cảnh, là hạng bắt lấy trạng thái bá thể thúc đẩy bác hoang vô hồi kích pháp tại nội phủ cảnh, là cứu độ thế nhân nhất thập lục tán thủ của hoàng xá lợi, cũng là triệu nhữ thành, sâu, nhiều loại kiếm thuật thành một thể. Tất nhiên, hai người cuối cùng ở trạng thái ở trạng thái bồ đề và linh tê là vượt xa cực hạn của cảnh giới mà vững vàng xây một tầng lâu khác bên trên đỉnh cao nhất chỉ có đấu chiến thất thức, thức của đấu chiêu. Nhật Nguyệt Tinh Tam Luân trảm vọng đao của Trọng Huyền Tuân uy lực không thua nhưng dựa là thần thông tương hợp, nếu luận thành thạo đao thuật, ngay cả cực hạn cũng không đạt tới. Tần Chí Trăng nói rằng quyền thuật của hắn ta đã ở cảnh giới đỉnh cao, sau khi xem trận chiến của Hoàng Xá Lợi và Triệu Nhữ Thành cũng vẫn nói như vậy. Vậy thì quyền thuật của hắn ta nhất định không thua kém cứu độ thế nhân nhất thập lục tán thủ. Từ trận chiến giữa hắn ta và Bắc Cung khác cũng có thể thấy được một hai. Bây giờ hắn ta nói rằng, đao của mình còn tốt hơn quyền. Chẳng phải là nói đao thuật của mình còn tốt hơn so với cảnh giới đỉnh cao hay sao? Lẽ nào có thể so sánh với đấu chiến thất thức sao? Tu sĩ thiên phủ thêm đấu chiến thất thức, gần như tương đương với việc bất khả chiến bại trong thiên hạ. Thậm chí không cần phải thêm hai chữ gần như. Tất nhiên, một người như Tần Chí Trăng sẽ không khoa trương vào lúc này. Trên toàn bộ khán đài xung quanh người các nước đến xem đều kinh ngạc. Sau khi Tần Chí Trăng thể hiện sức mạnh thiên phủ, nhiều người đã chắc chắn hắn ta chính là người đoạt khôi năm nay. Triệu Nhữ Thành rút thiên tử kiếm ra mới khiến sự phỏng đoán này có hơi dao động. Sau khi hoàng xá lợi dạo bước thời gian, phỏng đoán người đoạt khôi thủ mới dời chuyển. Bây giờ Tân Chí Trăng nói những lời này, thiên phủ thêm đấu chiến thất thức, thử hỏi ai có thể không dao động. Trước một đối thủ như vậy, tề quốc khương vọng làm sao có thể thắng. Trong quan cảnh hồi hộp của những người đang theo dõi, trên vị trí khán giả của tề quốc vang lên một tiếng hừ lạnh hứa tượng càng khoanh tay trước ngực không thèm ngó tới còn chưa đánh đã khoác lác ta thấy cũng chỉ như thế phô trương thanh thế bên trong nhất định là một nát dọa được ai chứ cản mã sơn song kêu chúng ta tuyệt đối không phải là hư danh khương thanh dương nổi tiếng ngang với hứa tượng càng ta nhất định sẽ không bị ảnh hưởng bởi mánh khóe nhỏ này chiếu vô nhang đang ngồi cách đó ba trượng liếc mắt nhìn hắn ta nhàn nhạt hỏi, nghe nói cảng Mã Sơn song kêu lợi hại như vậy, xin hỏi ngươi là người nổi tiếng ngang với Khương Thanh Dương, có thể đánh thắng tu sĩ thiên phủ không? Hứa tượng càng cây ngay không sợ chết đứng trả lời, tạm thời đánh không lại. Tử thư lắc lắc đầu, hơi mông lung tự hỏi tại sao hứa tráng cao có thể khí thế nói, đánh không lại, thành cũng chỉ như thế. Nếu ngươi chỉ nhìn vào khí thế của hắn ta mà không nghe nội dung, chẳng khác nào tưởng rằng hắn ta có thể dùng một tay bóp chết tần chí trăng. Tất nhiên, tiếng ồn ào bên ngoài sẽ không ảnh hưởng đến diễn võ đài. Mặc dù hứa tượng càng đang dùng cách riêng của mình để cổ vũ cho Khương Vọng. Nhưng Khương Vọng không nghe thấy hứa tượng càng đang nói gì. Tuy nhiên, tại thời điểm này trên đài, hắn và hứa tượng càng cũng đã đạt thành sự nhất trí ở một mức độ nào đó. Điều thú vị là ở đây, cảng Mã Sơn Song Kiêu lúc này thực sự đã có một sự ăn ý ngầm. Cũng chính lúc này, Khương Vọng đột nhiên ý thức được trận chiến giữa Tần Chí Trăng và hắn đã sớm bắt đầu. Kể từ lúc thi đấu tuyển chọn cho trận chiến chính thức của cấp độ nội phủ, từ thời điểm Tần Chí Trăng đi về phía hắn, Tần Chí Trăng đã lôi kéo hắn tiến vào đấu trường được thiết kế riêng cho hai người. Trong vòng loại ở Bắc Cường, trận chiến với Bắc Cung khác là đánh cho Khương Vọng xem. Khi đó, Tần Chí Trăng mặc dù muốn để cho Bắc Cung khác làm nổi bật vẻ đặc sắc nhưng bản thân hắn ta vốn nắm giữ tiết tấu trận đấu, căn bản không cần để lộ ngũ phủ đồng diệu không cần mà vẫn làm, tại sao? Đương nhiên không phải để phô trương bản thân, mà là để cho Khương Vọng nhìn rõ. Vào thời khắc ngũ phủ đồng diệu đó và cả khi rút đao lúc này đều có cùng một mục đích, tạo dựng nên thanh thế vô địch, khiến Khương Vọng chưa đánh đã sợ, khí thế thua một bậc. Tất nhiên Khương Vọng tin rằng Tần Chí Trăng không đến mức phóng đại, cũng chắc chắn rằng hắn ta có đủ thực lực. Trên giấy, thực lực của hắn ta là tuyệt đỉnh nội phủ. Nhưng vấn đề là người đó nói đao thuật còn tốt hơn là giống như hoàng xá lợi và triệu nhữ thành cao hơn một chút so với những người đứng đầu cùng cảnh hay là giống như đấu chiêu cao hơn hẳn một bậc thậm chí đối với khương vọng mà nói đây căn bản không tính là vấn đề cho dù người trước mặt thực sự có thần thông như trọng huyền tuân kỹ thuật chiến đấu của đấu chiêu bất khả chiến bại xem thường anh hùng thiên hạ lẽ nào khương vọng hắn sẽ lùi lại nửa bước hay sao Tuy rằng hứa tượng càng thường nói nhảm, nhưng có một câu nói đúng, khương vọng này có thể bị thứ gì ảnh hưởng sao? Vương Di Ngô đã từng không có đối thủ, Lôi Chim Càng đã từng độc chiếm Càng Khôn, nhưng bây giờ hắn khương vọng đang đứng ở đây, tỷ kiếm với anh hùng trong thiên hạ. Những kẻ thù mà hắn đã phải đối mặt, sự tuyệt vọng mà hắn cảm thấy là điều mà rất nhiều người trong suốt cuộc đời của họ không thể tưởng tượng được, trong ánh mắt hoặc là lo lắng, thương xót, vui mừng mong đợi của mọi người. Ánh mắt Khương Vọng bình tĩnh, chỉ cầm kiếm nói, ta cầm trường kiếm, đi về phía đông, vì thử anh hùng thiên hạ. Trong ngoài lãnh thổ đã không còn đối thủ, hướng kiếm về đông, khó có lương phùng. Hôm nay có thể gặp tuyệt thế đao một lần, ta làm ca vịnh, vui mừng không xiết. Tình này cảnh này, người này lời này. Người nhìn tâm trí hướng về, người nghe khoái động ý chí, đều bị khí phách trong lời nói làm cho cảm động. Hào hùng tràn đầy, đều trong lời này. Vào thời điểm như vậy, Khương Vọng hào khí ngút trời, khí thế của Tần Trí Trăng cũng dâng cao lên. Hắn ta đi một đường đường từ tây sang đông, bởi vì truyền nhân của Cổ Phi kiếm tại vị thủy kia, mà đã xem Khương Vọng trở thành đối thủ lớn nhất trên con đường đoạt khôi thủ, cũng cho Khương Vọng sự tôn trọng lớn nhất. Cách tôn trọng đối thủ là cố gắng hết sức để đánh bại người đó. Vì vậy, ngay từ ngày đầu gặp đã bắt đầu cạnh tranh bao gồm việc để lại tin tức rằng hắn ta đã chiến đấu với hướng tiền bao gồm cả ngũ phủ đồng diêu và cả việc nói về đao thuật của chính mình đương nhiên hắn ta muốn tạo áp lực lên đối thủ nhưng nếu ý chí chiến đấu của đối thủ thật sự sụp đổ thì ngược lại hắn ta sẽ chỉ cảm thấy thất vọng bây giờ thì tốt rồi bây giờ rất tốt hắn ta cảm thấy đối thủ không có chút sợ sệt nào bản thân cũng sôi sục ý chí chiến đấu đối với hắn ta trận chiến hôm nay mới là trận chiến đầu tiên kể từ khi bản thân đến quan hà đài nhưng càng kích động hắn ta càng bình tĩnh hơn sóng lớn càng mạnh mẽ đá ngầm càng lặng yên tay phải hắn ta cầm đao tay trái chạm nhẹ lên trường đao màu đen nói luôn được nghe câu này từ những người kể chuyện dù sao cũng đều là chết nên đao này có tên là hoành thụ ps hoành thụ dù sao trong miệng người kể chuyện sống chết luôn nhẹ nhàng nhưng đối với mỗi người, lại là một đời gần sống. Nó nhỏ bé như vậy, cũng mênh mông như vậy. Cảm nhận được sự trang trọng này, Khương vọng tay trái cầm kiếm, đặt ngang trước mặt, đáp, ta có người không thể quên, nơi không thể quên và mối hận không thể quên. Cho nên kiếm này gọi là trường tương tư. Vào thời khắc tên của thanh kiếm vang lên, dường như hắn đã cảm nhận được tâm trạng của trường tương tư. Cái gọi là danh khí sinh linh, thai ngán sinh ra kiếm linh cũng không phải một sinh mệnh khác được sinh ra. PS danh khí sinh linh, danh khí sinh linh, binh khí có danh tiếng ác sinh ra linh hồn. Sự huyền bí của sinh tử luân hồi vượt xa những gì hắn có thể tưởng tượng vào thời khắc bây giờ. Có thể nói sáng chiều bầu bạn, cảm xúc, cảm nhận của hắn đều đã ngấm vào trong thanh kiếm này, trở thành một thể, lại dưới sự nuôi dưỡng của ánh sáng thần thông, thai ngán ra linh tính. Vì vậy, sự kích động của trường tương tư là của hắn sự nặng nề của trường tương tư cũng là của hắn. Tâm trạng của trường tương tư là tâm trạng của hắn. Lúc này, tâm trạng của hắn đang tuôn trào trong trường tương tư, mà trường tương tư cũng vì hắn mà im lặng. Tần chí trăng có cảm giác rất trang trọng, có lẽ cũng là vì để cầm chắc đau của mình, nên đón trận chiến này càng tốt hơn. Khương vọng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đối đãi đoan chính này, vì vậy hắn đang nghĩ. Hướng tiền có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, hướng tiền có dùng roi đánh cũng không chịu nhúc nhích kia đã để lại cái gì trước mặt vị tu sĩ thiên phủ này để cho một tuyệt đỉnh thiên kiêu ngũ phủ đồng diệu cũng giữ một sự tôn trọng lớn như vậy hắn lại nhanh chóng gạt suy nghĩ này đi hiện tại nhất định phải tập trung giành chiến thắng còn lại để hỏi sau thời gian dường như chưa bao giờ trôi qua cũng dường như đã bị chôn vùi từ lâu tinh quang như nước chảy tiếng dư tỷ đồng thời vang lên hoành thụ đao và trường tương tư chạm nhau cổ trung tâm của diễn võ đài. Ken Đây là âm thanh đầu tiên tuyên bố trận đấu được mong chờ nhất đã chính thức bắt đầu. Một tiếng mà vang vọng. Trùng điệp trong lòng người. Như sét giật sấm gầm, khiến người ta bừng tỉnh, khiến kẻ chột dạ mất hồn mất vía. Đao kiếm giao nhau. Một cái đen nhánh như trời đêm, một cái trắng tinh như sương tuyết. Tần chí trăng và khương vọng cách nhau bởi đao kiếm. Đao kiếm xen kẽ, lưỡi kiếm và lưỡi đao chạm vào nhau tạo ra âm thanh vừa đáng sợ vừa chói tai đống lửa bắn ra tung tóe từng chút một những tia lửa đỏ thẩm tạo thành một đường thẳng đứng lưỡi đao va phải sao trời giống như pháo hoa quấy rầy đêm yên tĩnh mặt trời mọc tan chảy sương tuyết ngoài đêm đen và tuyết trắng đây là loại tuyệt sắc thứ ba vẻ đẹp bao giờ cũng ngắn ngủi giống như tánh sao giữa đao kiếm lóe lên rồi biến mất khi nó mất đi đêm đen lại quay trở về. Tần chí trăng thu đao. Đao này, nghĩ lại mà kinh. Lưỡi đao đen tối cuộn lại màn đêm, cũng xé hồi ức thành từng mảnh nhỏ. Nhìn thấy quá khứ, quá khứ đã qua. Nhớ đến chuyện cũ, khó hồi hồn trong mộng. Chuyện cũ như mây khói, đao này cắt đứt quá khứ, tiến tới chặt đứt kiếp trước là vì hủy diệt kiếp trước. Tần Chí Trăng không phải là người duy nhất lưu luyến ánh sao. Truy đuổi sinh tử, Khương Vọng cũng vậy. Đao kiếm đồng thời vụt qua, Khương Vọng đã vào trạng thái cảnh giác cao nhất. Xanh ngọc không hiện, nhưng tai thì khác. Hắn cảm thấy một thế giới khác. Trạng thái thanh văn tiên đã được mở ra. Từ nay về sau, 19 hơi thở, vạn tiếng triều bái, ta tất đến nghe. Âm thanh của lưỡi đao xuyên qua không khí, âm thanh của lưỡi kiếm đang rung rẩy, tiếng tim đập của đối thủ, tiếng máu đang chảy trong huyết quản tất cả âm thanh trên diễn võ đài đều bị nắm giữ, đều thần phục trước trạng thái thanh vân tiên, cung cấp tất cả tin tức mà chúng có, hoàn toàn không che giấu. Trong thế giới của âm thanh này, nó đã lấy một góc độ khác để đem lưỡi đao trở lại trạng thái như ban đầu. Đối với đao thuật siêu việt tuyệt đỉnh của Tần Chí Trăng, Khương Vọng dành cho nó một sự tôn trọng cao nhất, vì thế hắn liền kích hoạt trạng thái thanh vân tiên trước tiên. Nhận hết tất cả, biết hết mọi thứ. Rất tốt, Nói rất tốt, không phải là vì đao thuật của Tần Chí Trăng không đủ cường đại, mà vừa lúc, vì người này hoàn toàn không phải chỉ là nói ngoa, đao thuật mà hắn ta vừa mới phát huy ra, quả thực là đã vượt qua cả độ cao nhất của cảnh giới này. Chiêu đao tiền thế diệt này của Tần Chí Trăng, quả thực nếu so sánh với tay cực thức trong bát hoang vô hồi kích pháp của hạng Bắc, thế càng mạnh hơn, ý càng cường đại hơn, kiên quyết hơn mà cũng đáng sợ hơn. Nhưng trong những tin tức mà trạng thái thanh vân tiên thu được, Cộng với bi thế mà tự bản thân Khương Vọng đã lĩnh hội qua, thì nhát đao vừa rồi cũng chỉ mạnh mẽ vạch ra được một đường, không thể đạt tới trình độ nghiền ép cùng cảnh của đấu chiêu tại ngoại lâu cảnh được. Nếu quả thực có thể đạt tới trình độ thật sát phát để nhất hiện thế, ngay từ giây phút đầu tiên chắc chắn thì Khương Vọng sẽ kéo giãn khoảng cách, từ bỏ việc chém giết bằng kiếm thuật, mà quay lại thử nghiệm thần thông và đạo thuật để giành thắng lợi, điều này không thể nghi ngờ là để lại nhược điểm, dẫn đến việc thua thiệt ngay từ bước đầu vì vậy mới nói là rất tốt. Tần Chí Trăng là muốn lập nên thế bất khả chiến bại, tranh thế trước một bước, nhưng đáng tiếc là hắn ta đã chọn sai đối thủ rồi. Như vào lúc này, đao thuật của Tần Chí Trăng mạnh thì đúng là mạnh thật, nhưng không đủ để khiến hắn phải lùi bước. Kiếm thuật của Khương Vọng cũng có thể tranh phong với kẻ có đao thuật tuyệt đỉnh như hạng Bắc, chỉ hơi kém mấy phần mà thôi, thắng thua tùy thuộc vào sự nắm chắc khi lâm trận, còn hạng Bắc bây giờ thì sao? Bây giờ dưới sự tăng cường của trạng thái Thanh Vân Tiên, tình huống lại bất đồng, thế nhưng vẫn có thể tranh chấp. Chỉ cần không phải là không còn chút sức lực nào để phản kháng, thì thối lui chắc chắn không phải là sự lựa chọn đầu tiên của hắn. Sau khi sử dụng trạng thái Thanh Vân Tiên, Khương Vọng càng ngày càng trở nên bình tĩnh hơn, thể hiện ra tư thái nắm chắc toàn thế cục, chân hắn đạp lên ấn ký Thanh Vân, phong thái tiên nhân hoàn toàn lộ ra. Vào giờ phút này, hắn hoàn toàn buông lỏng chính mình, toàn tâm toàn ý cảm thụ một đao này, nên đón một đao này. đi về đông thử kiếm, chính là lấy kiếm thuật để nên đón đao thuật. lưỡi đao đen kịch cuộn ngược, giống như mây đen che đỉnh, giống như một luồng khí tức ngột ngạt bao phủ bầu trời, cũng giống như một màn đêm đen quét qua. đứng trước lưỡi đao này, khương vọng cảm thấy một sự cô độc thực sự to lớn. đêm dài đằng đẳng vắng bóng cố nhân, quá khứ đã bị phá hủy, tiền kiếp cũng bị tiêu diệt nếu quá khứ của một người đã không còn tồn tại vậy người này sẽ là ai khi những câu chuyện của người này không còn được nhắc tới nữa thì người này còn tồn tại nữa không nhưng trạng thái thanh vân tiên truyền đến tin tức không ngừng nghỉ phản hồi lại quỹ đạo tiến lên của hoành thụ đao độ mạnh yếu của đao này sự sắc bén của nó và cả sự cường đại của nó nữa lưỡi đao đen nhánh đó cũng đã phản chiếu trước đôi đồng tử của hắn trong thế giới thị giác tồn tại một lưỡi đao trong thế giới thanh âm cũng chính là lưỡi đao này. Cùng nhau xóa bỏ quá khứ, cùng nhau giết chết cả cơ thể và tâm hồn. Lưỡi đao này thực sự quá tuyệt vọng, cũng đến quá nhanh. Lưỡi đao này đầu tiên là giết đi phần ý chí, sau đó lại giết chết phần thân thể. Ai có thể chống lại nó chứ? Cổ trong đêm đen mịt mù không thể nhìn thấy con đường phía trước, trong nỗi tuyệt vọng vì kiếp trước đã bị phá hủy, khương vọng mơ hồ nhớ ra, hắn có một thanh kiếm hắn nhìn lưỡi đao kinh khủng đó đang tiến lại gần linh cảm bỗng nhiên quay trở lại hắn chợt bừng tỉnh khỏi lưỡi đao đen nhánh kia chợt nhớ ra tất cả trong bao nhiêu đêm đen dài đằng đẵng hắn nghĩ rằng hắn chỉ có một mình hành tấu ông sự hận thù một mình nhưng thực ra trong những đêm đen đó luôn có người đồng hành cùng hắn khi hắn tắm gió ngâm sương cũng có người đang rèn luyện tiến lên hắn không phải là đang nỗ lực một mình cũng không phải là đang chiến đấu một mình đã có rất nhiều lần trong những đêm dài ngẩn đầu nhìn ánh trăng, trăng tuy đã là trăng cuối tháng nhưng nó vẫn tỏa sáng như cũ. cố hương giờ đã không còn nhưng lý tưởng thì vẫn còn tồn tại. có cố nhân đã chết nhưng cũng có cố nhân đã quay về. thời khắc giết chết động a, giây phút nhìn thấy tiểu ngũ, hai bức họa đó chồng lên nhau, làm cho hắn muốn khóc cũng thực sự muốn cười. tương tư kiếm ở trong tương tư đạt được sự thăng hoa. Còn đối với những người đang xem trận đấu từ bên ngoài thì thấy, bên trong diễn võ đài có cấm chế cổ xưa, bên trong màn đêm đen nhánh dài bất tận đó, một phần trăng sáng mọc lên. Lúc lưỡi đao của hoành thụ đao hạ xuống, thì thân kiếm của trường tương tư cũng được dơ lên, vừa vặn dơ lên cách cần cổ của Khương Vọng, không tới một thốn. Tương tư kiếm thăng hoa, thức này thuộc về cố nhân. Ánh trăng sáng người kia, cũng đã theo cố nhân quay về. Ken tiền thế diệt của Trần Chí Trăng đã cạn kiệt, tuy nó chém tới phần cổ bên phải của Khương Vọng, nhưng lại bị thân kiếm trường tương tư ngăn cản, không thể tiến gần thêm một phân nào nữa. Lưỡi đao của hoành thủ đao thuận thế kéo nghiêng một đường, ma sát trực tiếp với thân kiếm, tạo ra một luồng những tia lửa kỳ nhỏ. Từng đống nhỏ, như những vị sao sáng trong đêm dài. Bởi vì lúc thanh trường đao này chém xuống, lưỡi kiếm vừa vặn chặn ngay tại vị trí giữa của thanh đao. Thân đao dài ba thước mốt mà chỉ có thể tiến một thước sáu qua lưỡi kiếm mũi đao đã cùng với lưỡi kiếm từ biệt mài gió mà đi bên trong tia lửa bắn ra tung tóe và tiếng cắt kim loại sắc bén trong sự va chạm giữa ý chí và ý chí khoảng cách một thước sáu này giống như là một quãng đời dài đằng đẵng mà con người phải đi qua có thể huy hoàng cũng có thể tầm thường có thể đau thương cũng có thể may mắn nhưng rồi tất cả rồi cũng sẽ trôi qua vì thế đao tiếp theo hạ xuống như là một lẽ đương nhiên là hiện thế đoạn hoành thụ đao khó khăn rời khỏi lưỡi kiếm sau đó trực tiếp đâm thẳng lên trên nó ngắm thẳng vào cổ họng của khương vọng đâm từ dưới lên trên nó là muốn thay khương vọng đoạn hiện thế thanh đao này ứng hiện thế sử dụng cho thân thể chém ngang qua sinh mệnh xé trách linh hồn và cắt xuyên qua đạo là sự chân thành tha thiết kết thúc mọi thứ trên cuộc đời này từ đây không cho phép đổ qua biển khổ một đao chặt đứt cầu hiện thế. Nhìn thấy đao này, ai mà không sợ hãi. Mà đối mặt với lưỡi đao khủng khiếp đó. thương vọng biểu hiện ra phản ứng tuyệt vời đến đỉnh cao. Trong mắt hắn, người ta không nhìn thấy một chút do dự nào, như thể mọi hành động đều là phản ứng bản năng nhất, đây chính là một sự tự tin tuyệt đối. Cây kiếm trường tương tư đang dựng thẳng ở trước cổ hắn trực tiếp chém xuống, chém xuống được nửa đường, thì mổ ngang qua một bên, chém ngang qua trước cổ của tần chí trăng phân cắt thiên địa. Lấy đoạn diệt đoạn. Danh sĩ thất vọng sinh tử câu thù kiếm đối đầu với hiện thế đoạn đao. Chẳng qua thứ khương vọng muốn cắt đứt, không phải là thế đao của đối thủ, mà là đầu của hắn ta. Nếu kẻ thù tấn công thì tất nhiên phải tự cứu, nếu không cứu được thì đành bên sinh bên tử. Đánh cuộc một phen vậy. Khương vọng cực kỳ tin tưởng thanh kiếm của hắn, cũng cực kỳ tin tưởng vào sự lựa chọn của chính hắn vì thế hắn không do dự đặt cược sinh tử của mình vào đó mà vào lúc này tần chí trăng đâm xuyên thanh đao lên nhắm thẳng vào cổ họng của khương vọng mà khương vọng thì quét ngang thanh kiếm vạch ngang qua cần cổ của tần chí trăng ai nhanh hơn hay là thanh đao và lưỡi kiếm lại giao nhau giữa chừng mọi người đang xem trận đấu ai cũng đưa ra những phán đoán của chính mình nhưng thật sự khó mà có một câu trả lời chính xác thế và ý quỷ tích của thanh đao sự quyết tâm và lòng dũng cảm có quá nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả trong nháy mắt đó đòi hỏi quá nhiều suy nghĩ và tính toán nếu không thể chắc chắn tin tưởng vào chính mình thì làm sao có thể bình tĩnh bước vào canh bạc sinh tử này một kiếm này của khương vọng có thể đẩy lùi đại đa số người nhưng tần chí răng thì khác với bọn họ hắn ta không cần phải phán đoán vì một đau này của hắn ta chỉ là đang lấy đà hắn ta sử dụng hiện thế đoạn chỉ vì muốn ép khương vọng rút kiếm ra mục đích đã đạt được mà ngay tại lúc này người thuận theo thanh đao mà hạ xuống thanh đao hoành thụ của hắn ta đâm nghiêng nhưng vẫn còn cách cổ họng của khương vọng một đoạn nữa cùng với danh sĩ chi kiếm của khương vọng kiếm của ai đến được vị trí mục tiêu trước thì người đó sẽ thắng trong trận chiến sinh tử này bây giờ vẫn còn thời gian để tranh đấu sống chết khó mà phân định nhưng khi hắn ta sa xuống thì không còn là như vậy nữa lúc hắn ta vừa sa xuống thì cổ của hắn ta cũng thoát khỏi đường quét ngang của thanh kiếm mà thanh đao của hắn ta chỉ cần nghiêng về phía trước một chút nữa thôi là có thể chém ngang từ ngực đến thắt lưng của khương vọng cắt mở toàn bộ cơ thể của khương vọng đây không thể nghi ngờ là một sự ứng đối tuyệt vời đến đỉnh cao chỉ là trận đấu của hắn ta và khương vọng bây giờ hoàn toàn không phải đang diễn ra giữa không trung Hắn ta và Khương Vọng rõ ràng đều đang bước chân trên thực địa, bước trên diễn võ đài. Nếu không thì Khương Vọng đã không lưu lại một lỗ hổng như vậy, đánh cuộc sinh tử với hắn ta. Tần Chí Trăng đang nghe chuyện trên TV audio CV hắn ta làm sao mà sa xuống được. Mọi người trợn tròn mắt, nhìn thấy hai chân của Tần Chí Trăng đang chìm sâu dần vào trong mặt đất, tự như muốn xuyên qua võ đài với cấm chế cổ xưa. Không đúng. Chân của hắn ta đã rơi vào khoảng không hắn ta rơi vào hư không. Hư không là gì? Các nhà hiền triết đã từng định nghĩa nó theo cách này, quê hương của hư vô, vùng đất bảo tồn ý chí. Một nhà hiền triết khác miêu tả, thuộc về không gian hiện thế, lại nằm ngoài không gian hiện thế. Có nhà hiền triết khác lại nói, không sở hữu bất cứ thứ gì, cũng không tồn tại bất cứ thứ gì. Hoàn toàn không dễ dàng hiểu rõ chút nào. Nhưng trong thế giới tu hành có một sự nhận thức chung rất nhiều lúc chỉ có chính mắt nhìn thấy chính bản thân mình trải nghiệm qua thì mới có khả năng chân chính hiểu rõ điều đó ngôn ngữ văn tự trong sự truyền đạo là hoàn toàn không đủ luôn tồn tại những thiếu sót và không thể tránh khỏi những bất đồng người bình thường nói hai câu còn có thể sinh ra hiểu lầm chứ nói gì đến việc giải nghĩa đạo đây nói cách khác để có thể hiểu được hư không thì cách tốt nhất là phải bước vào hư không cảm nhận hư không tự thân trải nghiệm Tự thân nhìn nhận thì mới có thể tự thân hiểu biết, đó là ý nghĩa thực sự của các bậc hiền nhân. Mà hư không đôi khi có thể quan sát thấy nhưng rất khó để có thể thực sự suy ngẫm về nó. Xen lẫn với hiện thế, nhưng không thể đánh đồng với hiện thế. Các loại dị tượng của tu sĩ siêu phàm thường xuất hiện cùng với hư không. Ví dụ như tù thân tỏa liên của Khương Vọng, cũng lấy ra từ bên trong hư không. Nguyên khí mà linh không điện của Vân Đỉnh Tiên Cung hấp thụ vào cũng được kết nối với nơi vô định trong hư không. Nhưng nếu để hắn nói hư không ở đâu, làm thế nào mới có thể tiến vào hư không, làm thế nào mới có thể quan sát hư không, thì hắn cũng không thể nói rõ được. Nhưng Tần Chí Trăng thì không giống. Hắn ta luôn cùng đồng hành với hư không. Đây chính là thần thông luyện hư. Luyện hư giả, dạ, đúng như tên gọi của nó. Lực lượng của thần thông này, chính là nằm ở chỗ khai phát hạt giống thần thông, từ đó khám phá ra hư không càng hiểu rõ hư không hơn càng nắm chắc hư không hơn thì càng cường đại hơn thanh đao hoành thụ của tần chí trăng chính là được cất giấu vào trong hư không mà ngay lúc này thì hai chân của hắn ta cũng đang đi lại trong hư không chính một bước vào trong hư không đã cho phép hắn ta sáng tạo ra một cơ hội mà đáng lẽ ra ở trong hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn không thể có được nếu hắn ta lựa chọn ngồi xuống để tấn công với thế đao đang đi theo hướng nghiêng thì lực đạo sẽ không đủ mọi thứ chắc chắn không thể hoàn thành một cách hoàn chỉnh. Nhưng hắn ta lại rơi xuống. Hắn ta mang theo thanh trường đao rơi thẳng xuống hư không. Hoành thụ đao thuận thế hạ xuống, chính là để lai thế tuyệt. PS, lai thế tuyệt, phá hủy kiếp sau. Sự ứng đối của hai kiếm của Khương Vọng trước đó đều nằm trong dự liệu của hắn ta, thậm chí có thể nói là hắn ta sử dụng đao để ép Khương Vọng xuất ra sự ứng đối đó. Do đó, nhát đao hiện tại của hắn ta chính là chém tương lai. Đó là tương lai mà hắn ta dùng thanh trường đao vẽ ra. Người mà hắn ta muốn giết chính là người ứng kiếm cương vọng. Đây là một màn suy luận hết sức tuyệt vời. Ba đao liên tiếp, mỗi đao đều là sát chiêu, nhưng mỗi đao cũng là để mở đường cho những đao tiếp theo. Tần Chí Trăng đã sử dụng ba đao để đưa đối thủ vào ngõ cục. Đao thứ nhất tiền kiếp diệt, đao thứ hai hiện thế đoạn, đao thứ ba lai thế tuyệt. Trảm tam thế tu la đao, ba đao tuyệt mệnh ở vùng đất tây cực có ngu uyên dưới ngu uyên là nơi sinh sống của tộc tu la tu la được biết đến như một vị chiến binh thiện chiến nhất trên thế gian khát máu và hung hãn dũng cảm vô song đại tần đã dùng một đội quân hùng mạnh để tấn công nơi đây trong truyền thuyết ngu uyên là vùng đất mặt trời lặn là điểm tận cùng của dòng sông ngụy cũng là vùng đất khốc liệt nhất ở hiện thế đại tần đã sử dụng võ lực để trấn áp nơi này mà nhát chém trảm tam thế tu la đao chính là do các bậc hiền triết của đại tần tổng kết lại từ đao thuật của cường giả tu la dung quán để tạo thành nó được gọi là thoát khỏi tu la nhưng thắng được tu la đao thuật này so với đao thuật của tộc tu la được coi là thiện chiến nhất trên thế gian còn cường đại hơn nhiều vì thế sự tự phụ của các bậc hiền triết đại tần lúc ban đầu không cần nghĩ cũng biết tần chí trăng chém ra ba đao liên tiếp sự dũng cảm sát lực lực áp chế thật sự như hắn ta đã nói là còn cường đại hơn cả tuyệt đỉnh của cảnh giới này nói ra thì tuy đều là đao thuật đỉnh cao nhưng trảm tam thế tu la đao không hẳn là mạnh hơn được nhân duyên đao thuật nhưng sự nắm chắc nhân duyên đao thuật của cam trường an ở ngoại lâu cảnh vẫn còn nằm trong phạm vi hạn chế của ngoại lâu cảnh vẫn đang cố gắng bắt kịp sự hiểu biết của người sáng lập đao thuật ở cảnh giới đó mà sự hiểu biết của tần chí trăng về trảm tam thế tu la đao ở trong nội phủ cảnh đã vượt qua cả cực hạn của nội phủ cảnh. Cái gọi là cực hạn này chính là việc các loại sát pháp này ở trong mỗi cảnh giới có thể đạt được sát lực cực hạn, lực uy hiếp cực hạn ở ngay lúc ban đầu mới được thành lập. Bình thường nếu có thể thể hiện ra sát lực khoảng 9 phần thì cũng được coi là thành công rồi. Đạt tới được cực hạn chính là nói hoàn toàn viên mãn. Chính là trong cùng một cảnh giới, có thể lấy cùng một loại sát pháp đấu chọi với người sáng lập ra sát pháp đó mà không bị thua cuộc vượt quá cực hạn có nghĩa là ít nhất trong cảnh giới hiện tại sự kiểm soát của tu hành giả đối với sát pháp đã vượt qua người sáng lập ra sát pháp đó điều này gần như là không thể bởi vì theo lẽ thường mà nói theo sự lưu truyền của thế gian nếu như sát pháp đỉnh cấp mà còn chưa bị đào thải thì người sáng tạo ra sát pháp đó là một sự tồn tại sáng chói nhất một thời sau đó những người này sẽ thành chân nhân hoặc chân quân trừ khi gặp chuyện ngoài ý muốn hoặc bị chết lúc còn trẻ tuổi không thì những người này ít nhất sẽ trở thành tu sĩ thần lâm đỉnh cấp chỉ là một tu sĩ nội phủ hay là một tu sĩ ngoại lâu nhỏ bé lấy tài đức gì có thể ở cảnh giới hiện tại vượt qua được sự suy nghĩ của các cường giả nhưng chỉ khi có thể hoàn thành những việc tưởng chừng là không thể thì thiên kiêu mới được gọi là thiên kiêu hoàn toàn không thể nghi ngờ được tần chí trăng chính là một thiên kiêu như thế chính là vị cường giả ban đầu sáng tạo ra bộ đao thuật tuyệt đỉnh này lúc ở nội phủ cảnh cũng không thể làm tốt hơn hắn ta. Vì thế mới được gọi là cường đại hơn cả đỉnh cao nhất trong cảnh giới. Diệt kiếp trước, đoạn kiếp này, tuyệt kiếp sau. Trảm tam thế tu la đao như vậy, kinh khủng khiến người ta phải tuyệt vọng. Rất nhiều người đứng xem bên ngoài võ đài khi nhìn thấy ba đao này thì đã cảm thấy thần hồn của mình như bị chìm sâu trong đó. Mỗi đao vung ra đều như đang khuất phục thần hồn, hướng toàn bộ người xem từng bước từng bước vào con đường chết, tất cả giải dụ đều vô dụng tất cả lựa chọn đều đã bị lựa chọn. Nếu như không nhờ vào cấm chế cổ xưa trên võ đài, thì cho dù chỉ nhìn lên thôi, bọn họ cũng nhìn không nổi. Nhưng Khương Vọng đối với tình cảnh lúc này, chỉ cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác can thiệp vào lựa chọn, chỉ phối cả tương lai này. Đối với một người sở hữu lạc lối như hắn mà nói, thì quả thật cực kỳ thú vị. Đau thứ nhất chém đứt tiền thế, đau thứ hai đoạn hiện thế. Cứ như thế cắt đứt quá khứ và hiện tại, thao túng lựa chọn của đối thủ, cuối cùng tập hợp toàn bộ thế lực, chém xuống một đao thứ ba, cắt đứt cả tương lai, không thể không nói rằng, Trảm Tam Thế Tu La đao quả là một đao thuật tuyệt đỉnh, gần như có thể lấy đao thuật so sánh với thần thông, ba đao chém ra tử cục, từ đó kết thúc đối thủ. Chém nát cả tương lai. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất là trạng thái Thanh Vân Tiên đã nắm được đầy đủ tin tức, mà lạc lối đã sớm cảnh báo, thao túng Khương vọng không hề sử dụng lạc lối nhưng không biết vì sao ba đao có sự đan xen sát phạt ý chí can thiệp vào lựa chọn chém nát cả tương lai này của tân chí trăng lại khiến lạc lối cảm giác được nếu như người sở hữu lạc lối bị người khác can thiệp vào lựa chọn mà đây lại còn là một tu sĩ đồng cảnh thì đúng là một trò cười thậm chí có thể nói khi tân chí trăng chém ra nhát đao đầu tiên tiền thế diệt thì nhờ vào tác dụng của thần thông lạc lối khương vọng đã cảm nhận được rằng trảm tam thế tu la đao có thể thao túng sự lựa chọn của hắn kết hợp với việc phân tích tin tức mà trạng thái thanh vân tiên thu thập được lúc đó hắn đã dự đoán được đao thứ ba lai thế tuyệt và cũng đã dự đoán được thời khắc này khương vọng người sở hữu thần thông lạc lối quá rõ ràng bản thân đưa ra lựa chọn gì sẽ đi tới kết quả thế nào cũng đã nhìn thấu ba đao này sau khi lĩnh hội được ba đao này hắn vẫn giữ im lặng đi theo đúng thế đao của tần chí trăng tất nhiên không phải để đùa giỡn với hắn ta. Vì vậy khi người xem đã tuyệt vọng, thì hắn lại càng lúc càng bình tĩnh hơn. Tâm như sóng ngầm, nhưng trong ánh mắt vẫn biểu hiện lên nỗi thống khổ bị kiếm thức danh sĩ thất vọng nhiễm lên. Hắn quét ngang danh sĩ kiếm, vào lúc tân chí trăng đột nhiên rơi xuống hư không, mang ý đồ muốn chém mở cả bụng và ngực của hắn, thì khương vọng bỗng nhiên lão đảo. Giống như một vị danh sĩ u buồn, mượn rượu giải sầu Cuộc đời đây những vui buồn, yêu hận khó lòng mà dứt bỏ. Nhưng chỉ cần mấy lượng rượu vàng vào bụng thì đã không biết đêm nay là đêm nào. Không hề biết đến tai họa đã gần tới đầu, cũng không hề biết rằng có người muốn hắn chết. Vì vậy, hắn loạn choạng ngã về phía sau. Cú ngã này, vừa vặn để lưỡi đao hoành thụ đen bóng kia lướt qua. Nhưng nếu chỉ như vậy, thì không thể nào hoàn toàn tránh đi lưỡi đao đó. Vì vậy hắn lại cố gắng nghiêng người trở về giống như một người say rượu đến ngã ngửa, cố gắng phản ứng lại, giữ cho bản thân có thể đứng vững. Nhưng tiếc là lại sử dụng lực quá nhiều, cả người lại ngã về phía trước. Cả người loạn choạng bước tới, lao hẳn về phía trước. Mà một cú loạn choạng này, dường như đã đem tất cả điểm yếu của hắn ra trước lưỡi đao của tần chí trăng. Du du thương thiên, thử hà nhân tai. Dịch trời xanh dằn dặc, đây là kẻ nào? Kẻ say đã không biết đến sống chết nhưng khi hắn ngã ngửa ra sau kiếm của hắn cũng kéo ra theo khi hắn bổ ngược trở lại kiếm cũng quay trở lại đôi mắt chứa đầy cảm xúc hụt hẫng và đau buồn ấy bỗng nhiên sáng rực rỡ tràn đầy tự mãn say rượu mà điên cuồng từ trên xuống dưới đâm nghiêng một kiếm nhát kiếm này với nhát đao thể hiện đoạn đâm chéo từ dưới lên trên của tần chí trăng hình thành lên một sự ăn ý đến hoàng mỹ thật là liên tục không ngừng lúc này Tần chí trăng rơi vào hư không, đao thuận thế rơi xuống theo người, chém ra một đao lai thế tuyệt, muốn chém cả người đối thủ ra. Khương vọng trước tiên ngã người về phía sau, nửa thân trên để tránh đi nhát đao, sau đó thân trên lại nghiêng về phía trước, một kiếm quay về, đâm thẳng vào thiên linh của tần chí trăng. Đây là niên thiếu kinh cùng chi đắc ý kiếm. Lai thế tuyệt thì thế nào chứ? Kiếp này ta là thiên kiêu thiếu niên, kiếp này đắc ý, kiếp sau cũng không ưu tư. Thanh đao hoành thụ của Tần Chí Trăng có lẽ vẫn có thể chém mở vùng bụng của Khương Vọng, nhưng chắc chắn thiên linh của hắn ta sẽ bị Khương Vọng đâm thủng trước. Kiếm này quá nhanh, quá gấp gáp, quá sắc bén, cũng quá đắc ý. Tần Chí Trăng bị vùi lấp trong thế kiếm này không thể tiến, cũng khó mà rút lui. Lúc này thế cục đã thay đổi, Tần Chí Trăng từ chỗ dồn đối thủ vào kết cục chết, trở thành bị đối thủ dồn vào tử cục. Bây giờ thứ hắn ta cần phải đối mặt, không phải chỉ có đắc ý kiếm. Kết cục của trảm tam thế tu la đao hắn ta tạo ra, giờ phút này cũng đang bao phủ cả hắn ta trong đó. Đây là kết cục phía sau của trảm tam thế tu la đao đao thứ ba lai thế tuyệt, tái diễn tận thế. Sức mạnh của trảm tam thế tu la đao cường đại bao nhiêu, thì một kiếm này của Khương Vọng, chính là muốn dựa trên sức mạnh đáng sợ đó, tăng thêm đắc ý thức. Hai chiêu thức chồng lên nhau, trên đường tiến dâng lên của trường tương tư, đột nhiên xuất hiện những đường đen mờ trong không khí, đó là những vết nứt trong không gian. Trong thời khắc cấp bách đó, cả người Tần Chí Trăng đột nhiên ngã xuống. Cả người mang cả thanh đao đều tiến nhập vào trong hư không, thân hình biến mất không còn thấy gì. Chỉ còn nhìn thấy một giọt máu bắn ra từ mi tâm của hắn ta, là còn lưu lại ở hiện thế, vẽ lên một quỹ đạo dài trên không trung. Tí tách. Rơi trên diễn võ đài. Tiếng rơi này cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng cũng rất rõ ràng. Trảm Tam Thế Tu La Đao đã bị phá vỡ trảm tam thế tu la đao siêu việt tuyệt đỉnh của tần chí trăng không thể nói là yếu nhưng sự ứng đối của khương vọng thực sự là khiến cho mọi người phải thán phục nhẹ nhàng hoàn thành phản kích ép lui tần chí trăng thậm chí chỉ có thể lưu lại một giọt máu nó quá đơn giản đến nỗi mà làm cho mọi người đều cảm thấy hoài nghi chính bản thân họ có phải là bọn họ nhìn nhầm rồi cảm nhận sai rồi không trảm tam thế tu la đao căn bản chỉ là dễ cùi tốt mã hay sao cam trường an không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói thật là quá kỳ diệu. Kiếm thuật cảnh của hắn dường như còn hơn tầng trí trăng cả một tầng. Tất nhiên điều này là không thể, kiếm thuật hiện tại của Khương Vọng còn lâu mới có thể đạt tới trình độ đấu chiến thất thức của đấu chiếu. Kiếm thức nhân đạo vẫn còn cách tuyệt đỉnh một đoạn khá xa, nên tuyệt đối không thể nào so sánh được với trảm tam thế tu la đao. Nhưng lạc lối vừa hay có thể phản chế lại đao ý của trảm tam thế tu la, hiểu thấu được lựa chọn của chính mình, cũng hiểu thấu được lựa chọn của đối thủ nhờ sự liệu địch tiên cơ. Khương Vọng mới có thể chém ra nhát kiếm trực tiếp vào điểm yếu của đối thủ. Hoàng Bất Đông nhắm hờ hai mắt không nói lời nào. Điểm mạnh ở đây là sự dự đoán, mà không phải là kiếm thuật. Trương Cốc tổng kết lại nói. Chân nhân đương thời có thể nhìn thấy ánh sáng thần thông, nhưng không thể thông qua ánh sáng đó để nhìn rõ bản chất của thần thông. Hơn thế nữa Khương Vọng là thiên kiêu đại biểu cho tề quốc xuất chiến tại Quan Hà Đài, trên người chắc chắn đã được che giấu qua vả lại hắn cũng hoàn toàn không sử dụng lạc lối mà chỉ là bị động phản kích cường đại như chương cốc cũng chỉ có thể phán đoán rằng kiếm này của khương vọng thắng được là nhờ dự đoán nhưng cũng không có cách nào có thể nhìn ra gốc rễ tại sao khương vọng có thể thắng được nhờ vào dự đoán trong trận chiến đấu nếu như có thể hiểu rõ lựa chọn của đối thủ thì chính là một sự cường đại vào giờ phút này ba đao của tần chí trăng đã không thành công hắn ta chỉ có thể trốn vào hư không chạy thoát khỏi tử cục trên võ đài giờ chỉ còn lại mình Khương Vọng cầm kiếm đứng đó. Sau khi nhìn một vòng quanh võ đài, Trọng Huyền Thắng đột ngột hỏi, Tần Chí Trăng có phải là rời khỏi diễn võ đài rồi không? Đây có tính là nhận thua không? Hứa tượng càng tỉnh ngộ kinh ngạc nói, chắc là phải tính chứ. Nếu không hắn ta nhân cơ hội này chạy về Tần Quốc, thì chẳng lẽ phải đợi hắn ta quay lại rồi lại đánh tiếp hay sao? Thanh âm của cuộc đối thoại này không tính là quá lớn, nhưng điều nên nghe thì cũng được nghe thấy cả rồi người dân tân quốc hoàn toàn không phản ứng gì thắng thua như thế nào cũng không đến lượt người tế quốc phán định nhưng lời nói của trọng huyền thắng cũng đã chỉ ra vấn đề giới hạn thời gian chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm không có ngàn ngày để phòng kẻ trộm rõ ràng tần chí trăng người đang bước đi trong hư không đang là người chiếm thế chủ động trọng huyền thắng đặc biệt chỉ ra rằng tần chí trăng không thể mãi trốn trong hư không được dựa theo nguyên tắc công bằng thì chiến đấu kiểu phòng thủ như thế cũng có khả năng bị phán định thua cuộc dư tỷ chân quân chủ trì đại hội nhất thiết phải nhìn rõ điểm này nói cho cùng thì cũng là do sức ép mà tần chí trăng tạo ra cho mọi người quá lớn cho dù khương vọng đang chiếm ưu thế nhất thời thì với tư cách là bằng hữu của khương vọng bọn họ cũng không khỏi có chút lo lắng đây không tính là bàn ngoại chiêu chỉ là làm những việc mà người bên ngoài trận đấu có thể làm mà thôi cho dù ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé. TS bàn ngoại chiêu là một thuật ngữ xuất phát từ cờ tướng, có nghĩa là sử dụng các chiêu trò bên ngoài bàn cờ để quấy nhiễu suy nghĩ của đối thủ, nói một cách đơn giản là ăn gian. Mà đối với Khương Vọng đang đứng trên diễn võ đài mà nói, tất nhiên hắn sẽ không gửi gắm hy vọng thắng thua vào người khác. Trên thực tế, ngay khi Tần Chí Trăng biến mất vào trong hư không, Khương Vọng đã đạp chân vào vị trí mà Tần Chí Trăng vừa biến mất đó những diễm lãng bắt đầu cuồn cuộn mở ra. PS, diễm lãng, sóng lửa. Hỏa giới đã mở ra trên võ đài. Cũng tại thời điểm đó, diễm hải dao động, diễm hoa nổ tung từng cánh. Sức nóng cuồn cuộn, chích quan phần yên. Diễm tước triếu ra triếu rít, bay xung quanh võ đài, lưu tỉnh ầm ầm rơi xuống, xuyên thủng cả bầu trời. Trong thế giới sống động và rực lửa đó, Khương vọng mặc áo lam, tay cầm thanh kiếm đắc ý, chói lọi như một vị thần. Hắn căn bản không có ý định tìm kiếm Tần Chí Trăng, với sự hiểu biết ít ỏi của hắn về hư không, căn bản không thể đủ sức để đối chọi với Tần Chí Trăng, người mang trong mình thần thông luyện hư. Nếu là ở bên ngoài diễn võ đài, chỉ cần dựa vào khả năng có thể hành tẩu trong hư không, Tần Chí Trăng chắc chắn sẽ bất khả chiến bại, tiến lui như ý. Nhưng nếu đã đứng trên võ đài này, thì Khương Vọng không cần phải truy đuổi. Bày ra hỏa giới, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công chính là lựa chọn tốt nhất không cần biết tần chí trăng ở trong hư không đến lúc nào nhưng một khi hắn ta hiện thân thì người chắc chắn sẽ bị vây lại trong hỏa giới này tần chí trăng nắm giữ được thời cơ thì hắn chiếm cứ lợi thế về mặt địa lý cho dù tần chí trăng luôn ẩn nút trong hư vô cho dù dư tỷ không hề lên tiếng thúc giục hai bên chắc chắn sẽ phải bước vào giai đoạn so tài tiêu hao thể lực hương vọng căn bản không hề lo lắng gì cả Hỏa giới lấy sức mạnh vì sao làm bầu trời và lấy sức mạnh đồ đằng làm mặt đất. Tất cả mọi thứ liên quan đến sự lý giải và diễn hóa của hỏa hành chính là sức sống của thế giới này. Tam muội chân hỏa chính là nguồn gốc bắt đầu của thế giới này. Sau khi hỏa giới được tạo thành thì tự nó sẽ sinh sôi nảy nở không ngừng. Nếu không bị một lực lượng cường đại nào đó làm hao tổn thì tự bản thân hỏa giới cũng có thể tồn tại rất lâu. Mà tần chí trăng đang ẩn nút trong hư không kia thì từng giờ từng phút đều đang tiêu hao đi lực lượng thần thông của mình. Có tính toán thế nào thì Khương Vọng cũng chiếm ưu thế. Sự tính toán cho trận đấu chỉ diễn ra trong lòng, nhưng có thể khiến cho quá trình diễn ra trận đấu thiên biến vạn hóa. Tần Chí Trăng, người mặc y phục đen và mang thanh đao đen, một khắc sau đó đã ra khỏi hư không, đứng trên diễn võ đài, nhưng hắn ta lại đứng cách Khương Vọng một khoảng cảnh cực kỳ xa, gần như đã đứng sát vào vùng biên giới của võ đài sau đó nghiêng người chém một đao cách ứng phó của hắn ta cũng cực kỳ đơn giản trước tiên phá vỡ hỏa giới sau đó mới hạ gục đối thủ hắn ta tuyệt đối sẽ không để bản thân giống như hạng bắc bị ép vào trong một hoàn cảnh chiến đấu cực kỳ bất lợi đây chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn nhất tuy cường đại như tần chí trăng có thể tự do đi lại trong hư không nhưng lại không lợi dụng sự ưu thế của việc giao thoa giữa hư không và hiện thế mà phát động tấn công khương vọng trước không thể nghi ngờ điều này đã nói rõ, một kiếm khương vọng dùng để chém nát trảm tam thế tu la đao đã khiến hắn ta sinh ra lòng kiên kỵ. Là một cường giả, tất nhiên hắn ta có sự tự tin vô song, nhưng thân là một cường giả, hắn ta cũng cần phải đối mặt với thực tế rằng kiếm thuật của đối thủ có thể mạnh hơn đao thuật của chính mình. Lần trước chỉ là mất đi một giọt máu, nhưng không phải lần nào hắn ta cũng có thể rút lui nhanh như vậy. Vì vậy đao này không phải để chém người, mà là để phá vỡ thuật pháp. Một đao này chính là đao tiền kiếp đoạn. Nếu như nhân duyên kiếp trước đã bị phá vỡ, vậy thì hiện tại cũng không nên tồn tại. Đao đầu tiên mà Tần Chí trang xuất ra sau khi ra khỏi hư không, chính là muốn làm tan rã nền tảng tồn tại của Hỏa giới, phá vỡ địa lợi mà Khương Vọng xây dựng lên. Sau khi tốc sát không thành, chuyển sang tìm kiếm sự ổn định. Khoảng cách của hắn ta chọn cách đối thủ đủ xa, tốc độ đao của hắn ta cũng đủ nhanh. Nhưng ngay khi hắn ta vừa bước ra khỏi hư không, thì Khương Vọng đã nhìn thẳng vào hắn ta rồi. Trạng thái Thanh Vân Tiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một manh mối nhỏ bé nào, mà ngay khi Khương Vọng nhìn sang phía của Tần Chí Trăng, mắt trái của hắn đã đỏ thẫm một mảng. Cố dương sở truyền, càng dương chi đồng. Đồng thuật sát pháp bí truyện, tên là Trụy Tây. Thanh trường đao của Tần Chí Trăng mới khó khăn chém ra được một nửa, thì bên trong thông thiên cung đã truyền ra tiếng cảnh báo hắn ta không bao giờ quên được khương vọng đã đánh bại hạng bắc trong trận chiến thần hồn thông thiên cung đã truyền ra tiếng cảnh báo hắn ta nào dám xem nhẹ vì thế lần đầu tiên đã hiển hóa thần hồn cầm đao linh đã hiện ra của hoành mục đao dán xuống bên trong thông thiên cung thông thiên cung của tần chí trăng cao to kiên cố có một loại ý niệm không thể dao động phía trên mái vòng của thông thiên cung có chính đạo toàn không màu đang di chuyển với tốc độ cao như dòng nước xoáy ẩn ẩn có tiếng hò reo. Tiếng sấm kêu vang, tiếng sóng trào cuồn cuộn va vào nhau, tùy thời xuất hiện rồi biến mất. Mà đạo mạch chân linh của Tần Chí Trăng là một con thần ngưu khổng lồ với cặp sừng quấn quanh bởi toàn văn ngũ sắc, thân và đuôi đều trắng. Tần Chí Trăng mặc quần áo đen như mực, đứng giữa hai sừng của thần ngưu, tay phải cầm thanh đao nghiêng xuống. Hắn ta nhìn thẳng vào vị trí xâm nhập của thần hồn khương vọng. Một cuộn tranh cực kỳ sống động, cứ thế bày ra bức tranh này cực kỳ chi tiết trong bức tranh vẽ ra là thông thiên cung của tần chí trăng là thần ngưu to lớn khổng lồ đạp xuống cao khung là vô sắc đạo toàn dao động trên mái vòng là tần chí trăng với phần thần hồn đã được hiển hóa mặc bộ y phục đen cùng với một thanh đao đen đơn kỵ nhập trận đồi bức tranh chỉ có một nửa như thể nó đã bị cắt đứt bởi một loại vũ khí sắc bén nào đó bảo vật bị hư hỏng khiến cho người chứng kiến không khỏi cảm thấy tiếc hận trong trận chiến thần hồn với hạng Bắc, Khương Vọng đại thắng, hắn vung kiếm chém xuống, nhưng chỉ kịp chém đứt một nửa cuộn tranh, mà sau đó hắn đã dùng nó để làm thức ăn cho Diễm Tước và Nặc Xà. Bị lực lượng thần hồn cắn nuốt, tất nhiên đều bị hắn nhận thức được. Mặc dù chỉ còn lại một nửa bức tranh nhưng chính nửa bức tranh này đã giúp hắn có thể mở tung thông thiên cung của Tần Chí Trăng, phát động một cuộc tấn công quy mô lớn ở cấp độ thần hồn. Mà không phải giống như trước kia, chỉ có thể dựa vào nặc xà len lén xâm nhập, vốn cơ sở đã yếu kém thì khó lòng mở ra thế trận chỉ còn lại một nửa đơn kỵ nhập trận đồ không đủ lực lượng để có thể giúp hắn cướp quyền kiểm soát thông thiên cung của đối thủ nhưng cũng không cần hắn lần này tới thông thiên cung là tới để diệt thành chứ không phải để đoạt thành theo cùng với tàn quyển của đơn kỵ nhập trận đồ là mặt trời chói mắt ầm ầm sau khi thần hồn của tần chí trăng hiển hóa trong thông thiên cung điều đầu tiên hắn ta nhìn thấy đó là đơn kỵ nhập trận đồ đồ cùng mà thế biến điều thứ hai hắn ta thấy là mặt trời đang va chạm mạnh vào thông thiên cung sau đó hắn ta nghe thấy tiếng ầm ầm vang vọng trong thông thiên cung hắn ta đột nhiên phát hiện thần hồn của hắn ta hình như cũng đang ở trong thế giới của lửa thông thiên cung của hắn ta dường như chỉ là một túp lều cỏ nhỏ bé trong thế giới này mà ở bên trong thế giới lửa rực rỡ sáng lạng đó mặt trời nguồn cung cấp ánh sáng và sức nóng vô tận đang ầm ầm rơi xuống là vì trụy tây thanh âm của khương vọng lúc này vang lên tiếng nói lãnh đạm lạnh nhạt không giống như một con người mà uy nghiêm tựa như tiếng ca thuộc về lực lượng nếu đã có duyên gặp gỡ tại hỏa giới này thì ta mời ngươi xem mặt trời lặn một lần trụy tây thuật chính là lấy sức mạnh của càng dương chi đồng dẫn dắt thần hồn của đối thủ tạo ra một ảo ảnh đủ để có thể gây sát thương cho đối thủ về mặt biểu hiện, nếu để miêu tả một cách đơn giản, chính là lấy thần hồn hiển hóa lực uy hiếp khi mặt trời rơi. Mặt trời rơi diệt thế, thì đương nhiên cũng có thể tiêu diệt thần hồn. Mà Khương Vọng may mắn ở trong thế giới của Hồng Trang Kính, đã được tận mắt nhìn thấy kỳ cảnh mặt trời rơi xuống biển, và cũng tự thân trải nghiệm qua sự uy hiếp của mặt trời rơi đối với thần hồn. Một màn đó vô cùng chân thực và sâu sắc, thậm chí lần đó nhờ vào lực uy hiếp khủng khiếp đó mà thần hồn của hắn đã được nuôi dưỡng lớn mạnh hơn rất nhiều. Mặt trời rơi xuống, thiêu đốt cả một vùng biển rộng lớn, có bao nhiêu người trên thế gian này có thể nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ như vậy đây? Dùng hình tượng quan tưởng này chồng lên, sau đó nó lấy sức mạnh thần hồn vượt xa những tu sĩ cùng cảnh giới để thúc đẩy. Cho dù người của Hoàng Thất Dương Quốc năm đó tái diễn sát Pháp này, thì trong nội phủ cảnh này, họ cũng không thể nào mạnh hơn Khương Vọng được. Thần hồn của Khương Vọng mạnh mẽ đến mức nào? Mỗi lần mở ra một phủ, tất nhiên là cần phải tìm kiếm cực hạn của nó. Số lượng gian phòng trong nội phủ cần phải khám phá trong một phủ đều là khoảng 3.000. Hầu hết tất cả các tu sĩ nội phủ đều sẽ trở về sau khi nhặt được bí tàng. Họ sẽ không lãng phí thời gian cho phương diện này và lực lượng thần hồn cũng không đủ để họ khám phá sâu hơn. Vì cực kỳ dễ lạc đường. Mà Khương Vọng sau khi vượt qua 3 lần sinh tử trong hồng trang kính, lực lượng thần hồn đã quá mức hùng hậu, thần hồn nặc xà tản ra tiến vào bên trong, giúp hắn vượt qua 3.000 gian phòng trong nội phủ, căn bản không hề rơi vào nguy hiểm bị lạc đường. Đến cả hạng Bắc, người bẩm sinh đã có trùng đồng dị tượng, thì tại phương diện sức mạnh thần hồn thuần túy cũng không thể nào so sánh với hắn được. Mà lúc này đây, Khương Vọng dốc toàn lực trong nháy mắt, quan tưởng mặt trời rơi xuống biển, dẫn động càng dương chi đồng trụy Tây sát Pháp, muốn diệt sát đối thủ tại phương diện thần hồn này khiến cho thiên phủ cũng không có đất dụng võ. Mặc cho ngươi có muôn vàng thần thông, nhưng đều không có tác dụng tại thần hồn. Thì cùng chết với ta đi. Lúc này tần chí trăng với thần hồn đã hiển hóa, cùng với thông thiên cung của hắn ta, đều chìm trong sự khủng bố. Mặt trời to lớn đã rơi vỡ, trời đất tan hoang. Thân thể này không còn tồn tại, thế giới này cũng không thể phục hồi. Lấy ba đường kiếm hoàng lại ba nhát đao, chèn ép tần chí trăng với đao thuật siêu việt tuyệt đỉnh kia phải trốn vào trong hư không lại còn bày ra hỏa giới khiến cho tần chí trăng nhất thời không có cách nào tiến lại gần mà sau khi tần chí trăng công kích hỏa giới thì ngay lập tức trực tiếp khởi động đồng thuật quyết đấu sinh tử ở cấp độ thần hồn mỗi một sự lựa chọn có thể nói là đều đạt tới sự hoàn mỹ trong trận so tài này khương vọng đã thể hiện ra tài năng chiến đấu tài tình của mình khiến cho người xem không khỏi cảm thấy kinh ngạc là người chiến thắng trong vòng bán kết vừa rồi, tất nhiên Hoàng Xá Lợi phải tập trung quan sát đối thủ mà nàng ta sẽ gặp trong trận chung kết. Theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của nàng ta, Khương Vọng bây giờ ít nhiều cũng có thể tính là một khí chất mỹ nhân, nên càng cần phải nhìn nhiều thêm vài lần. Tuy nhiên với một loạt những phản ứng của Khương Vọng bây giờ, nàng ta suy đoán cho dù có sử dụng Bồ Đề, nắm chắc thời cơ chiến đấu cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà Khương Vọng rõ ràng không hề sử dụng đến thần thông. Chỉ dựa vào chính mình. Dựa vào tài năng chiến đấu tài tình của chính mình. Điều này đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Rất nhiều người quan chiến, bao gồm cả sở dục chi, đều không biết rằng ở cấp độ thần hồn khương vọng mạnh mẽ đến mức độ nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến tình trạng của hạng Bắc, thì ít nhiều cũng có thể suy đoán ra được. Chẳng lẽ tu sĩ thiên phủ cao cao tại thượng luôn thu hút sự chú ý của mọi người lại chịu khuất phục ở đây hay sao? Ý nghĩ này một khi nảy ra liền, hắn ta liền cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi. hắn ta luôn nghĩ rằng tần chí trăng sẽ gặp hoàng xá lợi ở trận đấu chung kết. hắn ta thậm chí còn đã phân tích khả năng thắng thua của trận chiến thiên phủ tuyệt đỉnh này, nhưng bây giờ lại cảm thấy người thắng cuộc sẽ là khương vọng vậy. thân là một người sợ, tất nhiên hắn ta hy vọng người nước tần sẽ thua cuộc, nhưng ngũ phủ đồng diệu của tần chí trăng đã đặt ở đó, lại có thêm đao thuật vượt qua đỉnh cao nhất cùng cảnh, nghĩ kiểu gì tần chí trăng cũng không thể thua được mới đúng. Tả quan thù ngồi bên cạnh hắn ta nhỏ giọng nói với khuất thuấn hoa một câu, còn không chỉ có vậy đâu. Y nói với giọng đầy tự hào. Khuất thuấn hoa nâng cầm lên, không nói gì cả. Tất cả những thứ mà Khương Vọng học được từ đồng thuật Càng Dương Chi Đồng, chỉ có một thức trụy Tây. Tuy chỉ có một thức, nhưng lại được hắn tận dụng và phát huy đến mức đỉnh cao. Với sự trợ giúp của tàn quyển đơn kỵ nhập trận đồ, cưỡng chế xâm nhập vào thông thiên cung của Tần Chí Trăng, dốc hết toàn bộ lực lượng thần hồn muốn giải quyết dứt điểm hắn ta một màn mặt trời vĩ đại sụp đổ thế giới đã bị tuyệt diệt này thiêu đốt cả thân thể và tâm tình của tần chí trăng đối diện với lực uy hiếp của cảnh tượng này hắn ta không thể không kinh nghi chẳng lẽ thần hồn cũng sẽ bị kéo tới hỏa giới hay sao thân hắn ta đã ở hỏa giới đến tâm cũng bị vây trong hỏa giới hay sao nhưng tần chí trăng cuối cùng thì vẫn là tần chí trăng sự kinh nghi này chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, liền ngay lập tức bị hắn ta chém đứt. Hắn ta vô cùng thanh tĩnh nhận thức ra rằng, hắn ta đang ở trong thông thiên cung của chính mình, mà giờ khắc này chính là giây phút quyết định sinh tử. Lúc này cho dù trốn vào hư không, thì cũng không thể tránh khỏi sự công kích của thần hồn, mà do hạn chế của hỏa giới, tiến nhập vào hư không không còn là việc hoàn toàn không trì trệ nữa rồi. Lúc này đây, cho dù hơi chậm một bước thôi cũng sẽ dẫn tới khoảng cách sinh tử. Tuy nhiên, Tần Chí Trăng, người đang ở trong trạng thái thần hồn, dùng tay phải xé xuống từ trên người một bộ hắc y mỏng như cánh ve sầu. Bộ hắc y này hoàn toàn không giống bộ y phục mà hắn ta mặc ở thế giới hiện tại, nó xen ở giữa thực và hư, mỏng nhưng không trong suốt, có một luồng tà khí nhàn nhạt lưu chuyển trên đó. Lúc hắn ta kéo bộ hắc y xuống, thì thông thiên cung ngay lập tức trở nên trống rỗng. Những thứ như đơn kỵ nhập trận đồ, cảnh mặt trời rơi xuống, những lực lượng thần thông có sức mạnh cường đại mà kinh khủng đó đều được ấn trên bộ y phục mỏng manh này đều trở thành hình vẽ của bộ hắc y bị hắn ta xé ra đó là thần thông vô y há có thể nói là vô y chiến hồn là áo bào y này là do chiến hồn hóa thành ra là vì chiến vào là vì ngự khi chiến đấu nó bao bọc bên ngoài của thân thể một quyền một đao ngoài lực sát thương vốn có còn mang tính sát thương thần hồn Lúc phòng ngự, nó bao bọc thần hồn, chống lại sự công kích ở cấp độ thần hồn. Giống như giờ phút này, Tần Chí Trăng chỉ kéo hồn y một cái, thế tấn công thần hồn cực kỳ kinh khủng của Khương Vọng liền tan thành mây khói. Trong trận chiến với với Bắc cung khác của Ung quốc, hắn ta chiếm thế chủ động tuyệt đối, có thể tiến công nhưng vẫn giữ thế phòng thủ, thực ra là vì hắn ta đang ung dung xem hết trận đấu giữa Hạng Bắc và Khương Vọng. Sau đó mới để lộ ra Ngũ Phủ Đồng Diệu với ý đồ muốn tiêu diệt ý chí chiến đấu của Khương Vọng, dập tắt sự tự tin của hắn sau khi đánh bại được một đối thủ mạnh mẽ. Tại sao cho dù đã chứng kiến trận đấu giữa Khương Vọng và Hạng Bắc, và cũng biết rõ được lực lượng thần hồn của Khương Vọng cực kỳ cường đại, hắn ta vẫn cho Khương Vọng một cơ hội để bắt đầu trận chiến thần hồn. Bởi vì mặc dù đây là cơ hội của Khương Vọng, nhưng cũng là cơ hội của hắn ta. Khi Khương Vọng đang lên kế hoạch chống lại hắn ta, thì hắn ta cũng đang lập mưu để đánh bại Khương Vọng. Người ta vào lúc đắc ý nhất cũng là lúc nguy hiểm nhất, lúc ở trên đỉnh cao nhất thì cũng là lúc dễ bị ngã chết nhất. Vì thế đứng ở vị trí quá cao thì cũng quá buông lỏng. Khương Vọng muốn giải quyết dứt điểm, giết chết hắn ta trong trận chiến thần hồn. Đây cũng là cơ hội để hắn ta giết ngược lại Khương Vọng. Trận chiến thần hồn, chiến đấu trong nháy mắt. Ngay khi hồn y bị xé ra, những công kích gặp phải ở cấp độ thần hồn đều được loại bỏ thông thiên cung lại một lần nữa trở nên sạch sẽ. Trong hỏa giới, Tân Chí Trăng giữ vững tư thế cầm đao, đột nhiên gia tăng tốc độ của thanh trường đao, nhanh chóng hoàn thành việc tiêu diệt hỏa giới, cắt ra một lỗ thủng ở trong hỏa giới. ầm ầm Lưu tinh tan rã, diễm tước rơi xuống. Hỏa giới bắt đầu bị diệt vong. Thuộc hỏa giới của Khương Vọng, rốt cuộc thì vẫn chưa đạt tới cảnh giới sinh diệt do tâm. Mặc dù là có sinh cơ bừng bừng, nhưng một khi xuất hiện thiên khuyết thì vẫn không thể có năng lực tự động tu bổ, chỉ có thể nhanh chóng bị diệt vong. Không phải là hỏa giới không cường đại, mà do nó đã gặp phải một đối thủ quá đáng sợ mà thôi. Tay phải tần chí trăng cầm đao, tay trái cầm bộ hắc y mơ hồ kia, ấn lên cơ thể của chính hắn ta. Thân mình khoác chiến hồn y. 3. Âm thanh cực kỳ nhẹ, tựa như tiếng bong bóng vỡ. Trên bộ hắc y hư ảo đó, Bức tranh mặt trời rơi xuống, đột nhiên tan vỡ, cùng với bộ HI hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ, rồi biến mất. Tần Chí Trăng chỉ bỏ lỡ duy nhất điểm này, đó là lực công kích thần hồn của Khương Vọng quá mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả sức tưởng tượng của hắn ta, mạnh gần tới cực hạn thần thông vô y của hắn ta. Mặc dù hắn ta đã xóa sạch mấy đòn công kích kia bằng thần thông vô y, nhưng hồn y hiển hóa cũng bị vỡ vụn ngay tại chỗ, rất khó để có thể tập hợp lại trong lần đối đầu vừa rồi nếu như lực công kích thần hồn của khương vọng mạnh hơn một chút nữa thì có lẽ thần thông vô y của hắn ta đã không thể xóa sạch được nó e rằng giả vờ thất bại sẽ trở thành bại trận thật sự may mắn là lần công kích này đã trôi qua một cuộc đối đầu mới lại sắp bắt đầu ý muốn khoác lên người chiến hồn y xuất phát từ việc hắn ta rất coi trọng khương vọng trên thực tế khi đòn công kích thần hồn của khương vọng thất bại hắn ta đã có một lợi thế rất lớn rồi phá hủy hỏa giới chỉ là một trong số đó mà thôi. Giống như vô số trận chiến trong quá khứ, hắn ta từng bước từng bước tiến lên vững vàng, từng bước từng bước chiếm được ưu thế, từ đó nắm chắc lấy chiến thắng không thể lay chuyển. Trước mắt mọi người đều có thể nhìn thấy, chiến hồn y của Tần Chí Trăng đã thất bại, nhưng động tác không có một chút đình trệ nào, hắn ta vẫn rảo bước tiến về phía trước, xuyên qua hỏa giới đang dần dần lụi tàn này. bùng bùm 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 bùm. bùm trong cơ thể hắn ta bỗng nhiên sáng lên năm nguồn sáng mở ra ngũ phủ đồng diệu khoảng cách khổng lồ giữa hai người trong nháy mắt biến mất đi qua những bông hoa đã lụi tàn lông vũ rơi rụng sỏi đá vỡ vụn bên trong tận thế của hỏa giới thẳng hướng chủ nhân của hỏa giới đây là một phong thái cực kỳ kiêu ngạo vừa mới rời khỏi sát cục đã bắt đầu mở ra một sát cục khác xu thế thắng bại thay đổi trong nháy mắt mọi người đều có thể thấy trong khung cảnh chói lọi và tan vỡ ấy một bộ hắc y quét qua một lưỡi đao đen kịp cắt ngang bầu trời tại trong hỏa giới tận thế tân chí trăng vết ra tới vù vù có cái gì đó đang thổi về phía mặt hắn ta thần hồn cảm nhận được sự rét lạnh bên tai là âm thanh nhẹ nhàng của gió một cơn gió trắng như sương hóa thành một cây đinh dài toàn thân đen nhánh đầu đỉnh trắng như sương xuất hiện trước mặt tần chí trăng nhắm thẳng vào ngực của hắn ta. Khương Vọng đã dùng sát sinh đinh, trực diện nên đón Tần Chí Trăng đang ở trong trạng thái ngũ phủ đồng diêu. Trong tám loại gió thần thông, Bất Chu Phong là thần thông có sát lực mạnh nhất. Yến Kiêu bất tử bất diệt, mỏ của Yến Kiêu, tuyệt diệt sinh cơ, tạo thành sát sinh đinh. Sự tương hợp của hai thứ này, sát lực vô biên. Ở hải ngoại, trên đảo Huyền Nguyệt, hắn đã từng dùng đỉnh này giết chết quý thiếu khanh trước một đám tu sinh gần biển khiến cho cả chân nhân đương thế dù đã dốc hết vốn liếng cũng không cách nào cứu được tần chí trăng đang trong trạng thái của ngũ phủ đồng diệu có thể va chạm với mũi nhọn của nó không đáp án mà mọi người mong đợi không hề tới bởi vì ngay một thắc sau tần chí trăng đột nhiên biến mất trong tầm mắt của mọi người sau khi hỏa giới bị tiêu diệt hắn ta cuối cùng lại có thể đi lại ung dung trong hư không hơn thế nữa trong trạng thái của ngũ phủ đồng diệu hắn ta có thể đi lại trong hư không một cách càng tự nhiên hơn, càng nhanh hơn, có thể bỏ qua rất nhiều mối nguy hiểm từ bên ngoài. Sát sinh đinh xuất hiện nhưng không đạt được lợi ích gì, lại biến thành một cơn gió trắng như làn sương phiêu động bay đi. Mà đột nhiên một lưỡi đao đen nhánh như màn đêm, xuất hiện phía sau lưng của Khương Vọng. Lách cách. Thanh âm của xích sắt. Những sợi xích sắt cũng đen như mực khoan thủng hư không, bắt chéo phía sau lưng Khương Vọng. Bí thuật pháp gia tù thân tỏa liên. Khương Vọng đã có sự chuẩn bị từ sớm, hắn sử dụng trói buộc từ hư không, chống lại công kích từ hư không. Thế nhưng thanh hoành thụ đao tối đen như mực kia chỉ chuyển động một cái. Trăng rắc. Hai sợi xích sắc đen như mực kia, biến thành bốn đoạn bằng nhau rơi xuống đất. Tù thân tỏa liên của Khương Vọng, thế mà lại bị người trong hư không tìm thấy, bị thanh đao kia chém ra làm đôi. Ken. Lưỡi đao tiếp tục tiến về phía trước, nhưng lại bị mũi kiếm sáng như tuyết ngăn cản. Khương Vọng cùng kiếm bị đánh lui về phía sau ba trường. Đây là sự áp chế tuyệt đối về lực lượng, ngũ phủ đồng diệu, năm nguồn năng lượng hòa chung lẫn lộn vào nhau, Khương Vọng căn bản không có đủ khả năng để chống lại nó. Nhưng trong khi đang vội vàng thối lui, mũi chân hắn điểm nhẹ một cái, ấn ký thanh vân hiện lên rồi lại biến mất. Đó là một loại mỹ cảm phiêu giật mà ung dung. Dường như là bị chém lui, nhưng cũng dường như là đang chủ động né tránh để tiếp tục tái chiến làm cho người khác không thể đoán ra đâu là hư đâu là thật tần chí trăng đã lĩnh hội qua sự thua thiệt từ việc đánh cận chiến nên không hề tham chiến ngay sau khi thu lại trường đao hắn ta lại một lần nữa giấu mình vào trong hư không trên võ đài nhất thời trống không chỉ có khương vọng cầm thanh kiếm như có như không mà lùi lại phong thái lỗi lạc một cơn gió trắng như sương phiêu động ở phía xa xa mà mưa lửa từ khắp bầu trời bắt đầu rơi xuống, như là đang vì người mà khóc, cũng như là vì người mà hát, đây là quá trình sụp đổ của một thế giới huy hoàng. Người xem có lẽ có thể từ từ thưởng thức bức tranh này, có thể bỏ qua sự tàn khốc trong đó, chỉ tán thưởng sự mỹ lệ của nó. Nhưng người đứng trên võ đài, lại chỉ cầu sinh hoặc tử, thắng hoặc thua. Vù vù vùi đột nhiên có một âm thanh phá vỡ không trung mà tới. Trên, dưới, trái, phải, phía sau. Năm sợi xiềng xích trắng bệt như xương, đang xen giữa hư và thực, quấn về phía Khương Vọng. Giới hạn thân thể, trói buộc linh hồn. Đó là một trong thập đại tỏa liên của đồng liệt Pháp Gia, Phượt Hồn Tỏa Liên. Biết, Khương Vọng dùng tù thân để công, tần chí trăng lấy trói hồn đáp trả. Mà hiển nhiên, trên phương diện tu hành thập đại tỏa liên của Pháp Gia, hắn ta mạnh hơn Khương Vọng không phải chỉ một bậc. Năm sợi Phượt Hồn Tỏa Liên này tốc độ cực kỳ nhanh. Tới lui chớp nhoáng. Nhưng Càn Dương chỉ đồng màu đỏ sẫm vừa nhìn một cái, thì tất cả phược hồn tỏa liên đang di chuyển qua lại giữa thực và ảo, đột nhiên ngừng lại, rồi tan rải hai mắt của Khương Vọng đảo qua, năm sợi phược hồn tỏa liên màu trắng nhạt lần lượt sụp đổ. Trong mắt người xem, cảnh tượng này quả thực là mạnh mẽ đến mức khiến người ta hoảng hồn. Thực ra nó không hề đơn giản như vậy. Trong số thập đại tỏa liên của pháp gia, Tù thân tỏa liên là cầm tù nhục thể người bị nó trói buộc thì không thể trốn thoát phượt hồn tỏa liên lại giam cầm linh hồn người bị cầm tù thì vô lực chống trả dựa vào thuật pháp này tân chí trăng cũng đã có năng lực thảo phạt linh hồn tất nhiên trói buộc nhiều hơn là sát phạt nhưng dù sao thì hắn ta cũng không phải là chân truyền hạch tâm của tam hình cung vì thế bản tu luyện phượt hồn tỏa liên của hắn ta cũng giống như tù thân tỏa liên của khương vọng đều là phiên bản ngoại truyền tuy rằng nó rất trân quý nhưng nó không phải là đỉnh phong cũng không đủ để xứng đáng với danh tiếng của thập đại tỏa liên pháp gia. Mặc dù Tần Chí Trăng đã tu luyện vượt hồn tỏa liên đến một cảnh giới nhất định, lại còn thêm vào thần thông vô y, đủ để ứng phó với phần lớn tình cảnh chinh phạt thần hồn. Nhưng những điều này vẫn còn xa mới có thể so sánh được với hạng bắc. Càng không thể so sánh được với khương vọng. Bây giờ, hắn ta sử dụng phượt hồn tỏa liên, hiển nhiên là vì kiên kỵ lực lượng thần hồn của khương vọng, muốn tạm thời phong tỏa lực lượng thần hồn của khương vọng mà khương vọng chỉ dùng càng dương chi đồng một mắt nhìn qua ánh mắt là có trọng lượng khương vọng tu hành đến ngày hôm nay khai phá ra càng dương chi đồng nên ở một trình độ nào đó hắn đã đủ khả năng có thể ảnh hưởng đến trọng lượng của ánh mắt vì thế hắn chỉ cần nhìn qua phượt hồn tỏa liên đang di chuyển với tốc độ cực nhanh đột ngột dừng lại chính là bị động lực hồn lực buộc phải dừng lại tất nhiên chỉ dùng một ánh mắt thì không thể nào khiến cho phượt hồn tỏa liên biến thành như vậy. Tác dụng chân chính là, trong tích tắc này, chúng đã bị khắc vào sâu bên trong đơn kỵ nhập trận đồ, đã bị khương vọng sử dụng bí pháp mà hạng bắt lưu lại, trợ giúp ngược chúng nhập trận, sau đó dùng một lượng lớn thần hồn nặc xà, thần hồn diễm tước, xé chúng ra thành mảnh nhỏ. Phượt hồn tỏa liên cho dù có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ có năm sợi thần hồn nạc xà và thần hồn diễm tước của khương vọng lại có đến hàng nghìn hàng vạn con nên nó vốn không thể nào trói buộc được nhưng bởi vì sự giao tranh ở cấp độ thần hồn rất khó để có thể nhìn ra cho dù bên trong có giao tranh kịch liệt chuyển đổi cả ngàn lần thì trong mắt những người xem cuộc chiến này khương vọng chỉ cần nhìn liếc qua một cái vực hồn tỏa liên đã tan rã làm cho người ta khó lòng mà không cảm thấy e sợ tần chí trăng phát động vực hồn tỏa liên mà không có tác dụng người lại ẩn vào trong hư không. Lúc này hỏa giới vẫn chưa tắt hẳn. Còn Khương Vọng vừa mới chỉ sử dụng một ánh mắt để tiêu diệt phượt hồn thì cầm kiếm nhìn xung quanh. Hít thở. Cả thế giới bây giờ dường như chỉ còn lại âm thanh của tiếng hít thở. Nhưng thực ra tất cả các thanh âm đều lọt vào hai tai của Khương Vọng. Nghe thấy, nghe được. Thanh âm nho nhỏ, bông bốt phát ra khi hỏa tinh vỡ vụn và tan biến. Tiếng kêu gào không cam lòng của Diễm Tước khi bị tan vỡ. Tiếng Diễm Hoa nổ rồi lại tàn, hôm qua đã ly hôm nay lại biệt. Tiếng vạt áo khẽ khàng nhất lên phản phất có chút bi thương, buồn thảm, và cả. Tiếng huyết dịch lưu động trên thân thể của một người khác. Khương vọng xoay người, chém ngang một kiếm xuống. Thức kiếm, danh sĩ thất vọng, sinh tử câu thù. Trong không gian giữa trời và đất, sinh ra một đường ngang. Đường ngang này phân chia trời đất, phân chia sinh tử. Chắn trước bóng đêm đang cuốn tới. Ken. Kiếm và đao giao kích. Khương vọng lại một lần nữa lùi lại, chân đạp lên thanh vân thối lui tầng trí trăng lại ẩn mình vào hư không một lần nữa. Hít, thở. Khí và huyết đang dâng trào và dừng lại ở trong cơ thể. dao động và luân chuyển, liên tục bổ sung chân nguyên. Nếu nói về mặt lực lượng thì Khương Vọng chắc chắn là ở thế hạ phong, nhưng biểu tình của hắn vẫn ung dung như cũ va chạm với tần chí trăng người đang ở trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu như thế tất nhiên không tránh khỏi bị một chút ám thương bây giờ đến việc sử dụng tiên thuật bình bộ thanh vân để giảm chút sức lực cũng được coi là một điều xa xỉ nhưng nguồn lực của thuật giới thiện phúc thanh vân lại cùng cuộn không dứt căn bản không hề để ý chút tiêu hao này đối diện với Tân chí trăng đã kích phát ngũ phủ đồng diệu lại còn có thêm thần thông luyện hư dưới tình huống bị áp chế mạnh mẽ về mặt lực lượng chỉ bị chút ám thương thì cũng coi như là một kết quả khả quan rồi suy cho cùng bây giờ hắn cũng đã có thể bắt được thanh đao xuất quỷ nhập thần của tần chí trăng rồi đã có thể bắt được ngăn cản được không chết được vậy thì chẳng có gì đáng để lo lắng bây giờ mỗi một lần đối đầu đều là một lần bổ sung hiểu biết giao phong càng nhiều hiệp thì khả năng bắt bài của hắn càng trở nên chính xác cho đến khi mỗi một đao của tần chí trăng đều bị hắn nhìn thấu nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha